Ai mà làm gì? Bữa nay không thấy càng hả? Hôm qua mới hát rồi mà. Nay trời ơi, cái điện thoại mà nó cũng không nhận dạng được khuôn mặt của mình luôn. Cái nhân thoại để đâu ta? Sao mà biết nhóm nào cho lo nhóm nào không thôi? Em vô coi thử chứ lúc, à. Lúc mà mình like thì cũng có người like nên là em vô coi thử là cái nhóm đấy có cho like không, mình mới tham gia. Còn cái nhóm nào mà đang vãi thôi là em không tham gia. Dạ lụa nha anh chị nha. Em chào chị Bích Thi Đoàn nè. Hello mấy chị nha. Chào chị Bảo Diệp luôn nè. Rồi mấy chị chấm bài tương tác giùm em đi mấy chị. Chiều nay bỏ. Rồi em chào chị Huỳnh Thị Long nha. Chào chị Kiều Tuấn Trần nè. À mấy chị ơi, mỗi chị xem like mình cho em 100 nha mấy chị nha. Để em thấy em chào mấy chị nha. Mỗi chị xem like cho em 100 thôi nè. Chờ em chia sẻ bài xong rồi em lên nha. Ok chị nè, làm đơn cho chị Bích Thị Đoàn. Em chào chị Thị An Nguyễn nha. Làm đơn cho Thị Đoàn. Có người mở hàng à, lúc này chị Bích Thị Đoàn chị mở hàng. Bích Thị Đoàn. Có số đúng không? Úc lôi 2 giây đó xuống Úc. Hồi lôi 2 giây. Ra đây đó, ra đây. Xong để đó chị chia sẻ xong rồi chị đo thử. Để em chia sẻ xong rồi em đo thử nha. Xanh bông trắng. Xanh bông trắng là lụa chị Bảo Diệp nè. Rồi chào Quách Diệu Hiền nha. Ăn đo thử. Chào chị Hải Đa nha. Dạ em không, cái này là von nha chị nha, chị chốt cái này là von rồi nha. Còn em bỏ lấy hai cái hoa gần này là cho chị rồi đó, đúng không? Đúng thì ok giùm em với. Còn chị có cái này là von thôi, cái này là von nè. Chờ em chia sẻ xíu đi mấy chị ơi. Chấm bài tương tác giùm em với nha. Gì? Hoa hồng. Rồi cây chị Hải Đa nè. Ok chị Hải Đa nha. Hello chị Lê Thị Tuyến nè. Xăm 22. Đây hả chị, đây đúng không chị Bảo Diệp? Đúng thì chị ok giùm em với nha chị nha. Mấy chị ơi, chờ em chia sẻ một xíu thôi. Rồi, 20, cắt 1 với 8. Cắt 1 với 8. Cắt bao nhiêu? 18. Cắt bao nhiêu? 18 hả? Ừ. Rồi chờ em xíu, em chào chị Hải Yến Trần nè. Chào chị
Hải Đen có 1m8. Nãy 11m đúng không? Đấy 1m8 cho nó còn 9m rồi. Như vậy hả? 21 mét nè. 21 mét hả? 21 mét thì còn 18, 19 mét. Nếu 8, 2 mét thì còn 19 mét. Mấy chị cho em chia sẻ xíu đi mấy chị, rồi em lên cho mấy chị nha. Cái này 19 mét nè. Chị Bích Thị Đoàn ơi, cái này 19 mét nha. Đây nhìn chị có lấy không? Chị Bích Thị Đoàn này, cái này 19 mét nè. À, lấy thì ok giùm em với nha. Chị lấy hết không? Hay là em cắt ra cho chị? Cho em chia sẻ xíu đi. Dạ, của chị được mã này nè. Cái mã này với cái mã nâu á. Là cái mã đó em còn 19 mét á, chị lấy hết không hay là chị lấy ít thôi? Một cái hai đó. Dạ, đơn trên 500 ngàn chuyển khoản. Em mới miễn ship nha chị Thanh Thúy Nguyễn nha. Không, không cắt. Một cái hai. Rồi, hello mấy chị nha. Rồi, xong rồi mấy chị. Em lên la luôn bây giờ đây. Lụa hay con em lụa hết. Lụa hết nha chị nha. Làm đơn cho chị Hải Đa chưa? Rồi. Rồi em lấy mã này cho chị nha chị Bích Thị Đoàn nha. Cái là cái mã này cho chị là 19 mét này, lấy hết không? Lấy hết thì ok giùm em luôn nha. 11 mét. Này là 11 mét nè. À chị lấy khúc vải tối màu thôi. Rồi ok, vậy làm cái đó cho chị Bích Thị Đoàn. Đẹp lắm. Rồi ok nè, chị Bảo Diệp đúng không ta? Chị Bảo Diệp ơi, mình lấy cái này hả chị? Cho chị Trần Thị Phương Yến nè. Chấm bài đi chị Trần Thị Phương Yến ơi, chấm bài giùm em với nha. À chị lại, chị Bảo Diệp ơi, mình lấy cái này bao nhiêu mét vậy chị? Mình lấy cái này bao nhiêu mét, kèm mét lên lại giùm em với. Comment nó trôi quá em không thấy luôn nè. Comment trôi quá em không thấy. Lụa hết đó chị ơi, lụa nha. À rồi. Ừ. 2m2 rồi, ok, cắt cái này 2m2 cho chị Bảo Diệp hỏi số nè. Chị Thanh Thúy Diễm lên số điện thoại giùm em chị nha. Rồi cái này là von đó mấy chị ơi. Đây. Này chị đẹp ơi, cái đây là mã số 1 nè. Mã số 1, mã số 2, mã số 3. Vô like chưa like được mà đã bị quần, không có co giãn. Có đó chị ơi, có co giãn nha. Có co giãn. Có số. Có đây. Rồi chị lên số rồi đó. Em cho chị Bà lái đò nha. Thanh Thúy Diễm. Đây hết không? Dạ rồi ok chị Bích Thị Đoàn này. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa dập nhăn trước này mấy chị. Mấy chị chấm ba giùm em cắt đó 22 cho chị Bảo Diệp nha. Hỏi số. Rồi ấm cắt đi. Rồi ai lái mạnh này chốt lên giùm em. Cái này em còn 2 mét nè. Cái này em còn 2 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét nha mấy chị, 2 mét. Em chào chị Thanh Thúy nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 49 cho chị Duyên Giáng nè. 49 ngàn, chị nào lấy thì mình chốt mã 49 lên giùm em. Chốt 49 nha mấy chị. 49k, ai lấy chốt mã 49 lên giúp em. Chốt 49 nha mấy chị nha. Khỏi. 49, ai lấy chốt mã 49 lên giùm em. Cái này là lụa dập nhăn nha mấy chị nha. Lụa dập nhăn này, chị nào lấy thì chốt 49 lên giùm em nè. Mã 49 mấy chị ơi, 49k lụa dập nhăn mấy chị nha. Ai lấy chốt lên giùm em 49 ngàn nè. Lấy chốt mã 49 lên giúp em nha mấy chị. Này, lấy cái máy đây này, chấm chấm bài đi. Rồi, chấm bài đi. Rồi, em cho chị Hồ Cẩm Vân nha. Rồi, lên tiếp cho mấy chị một khúc nữa nè. Sao nó chật chội như vậy? Mã 1 là lụa nha chị Hoa Cao ơi, co giãn nha chị nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh beo.
Ai lấy bêu chốt bêu lên giùm em. Bêu nha mấy chị nha, bêu cái này em còn 2 mét bêu nè. 2 mét bêu 49 cái bà lái đò này, chị lên lại giùm em số điện thoại nha chị bà lái đò nha. Rồi lấy thì chốt lên giùm em mã 29 nè. Lấy chốt mã 29 lên giùm em bêu 29 ngàn. Chị nào lấy thì mình chốt 29 lên giùm em mã 29. À, có cây nào là lụa khủng? Dạ không đâu chị ơi, không có nha. Ai lấy chốt lên giùm em. Con chào cô Hạnh Trần nè, hoa cạnh sau lưng. À, cái này hả cô? Cái này là von nha cô Hạnh Trần nha. 29 cho chị hoa cao nè. 29 em chốt cho chị hoa cao. Hoa cao ơi, mình lên lại số điện thoại giùm em với nha chị hoa cao nha. Còn cái này là lụa nha cô nha. Bêu 2 mét. Bêu 2 mét hả? Bêu thì để con kiếm cái khác cho cô cho. Chị ấy chị lấy mất rồi. Đơn của cô bữa cô chốt một mảnh con còn giữ đó cô Hạnh Trần. Một mảnh con còn giữ nha. Cái đó cho chị hoa cao. Rồi cái này cho chị bà lái đò này. Này, bà lái đò này. Bà lái đò lên lại giùm em số điện thoại đó nha. Rồi cái này là von này mấy chị ơi, cái này sang lắm luôn. Lấy thì chốt lên giùm em von. Von nha mấy chị nha, von này. Cái này em còn 4 mét von. 4 mét von chị bà lái đò lên lại giùm em số nha chị nha. 4 mét von chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia. Rồi cái này sang lắm mấy chị, von này mấy chị không cần lót nè. Không cần lót nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em mã 95. Lấy chốt mã 95 lên giúp em nè mấy chị, 95k mấy chị chấm bài tương tác giùm em đi mấy chị ơi. Chấm bài tương tác giùm em với nha. 95 chị nào lấy thì chốt 95 lên giùm em, mỗi chị xem like mình chấm bài. Em thấy mấy chị em chào nha. Rồi 95 hoặc là 95 kèm mét lên giùm em. Cái này mấy chị lên áo lên đồ là không cần lót này mấy chị, đẹp chưa? Cái này quá sang luôn. Quá sang như mấy chị nha. 95 mấy mẫu hoa hồng hết rồi. Dạ hết rồi chị Đăng Nguyễn ơi. Von 2 mét cho cô Hạnh Trần nè. Rồi ok chị hoa cao nha. 30. Von này hả cô? Cái này hay sao cô? Đúng thì cô ok lại giùm con nha cô Hạnh Trần, con sợ cắt lộn á. Con sợ cắt lộn nha. Nãy 1.5 này. Rồi em chờ chị Nira nè, chị Nira lên giùm em số điện thoại nha chị Nira nha. Rồi em chờ chị Loan Kim nha. Một mét năm này. Mấy chị ơi, đầu la ít người vậy, mấy chị cố gắng. Ít người gì? 50. Không để ý người coi luôn á. Ai đây chị? Cái đó cho chị hoa cao. Cái này em hết rồi mấy chị ơi, những chị chốt xong không có nha. Chốt cho cô Hạnh Trần này. Hạnh Trần 2 mét nè. Cái này em có ít lắm mấy chị, có 4 mét à. Cái này là von nha cô Hạnh Trần nha. Cô Hạnh Trần chốt lụa nào con không biết. Đó là Hạnh Trần đúng không? Ừ, đó Hạnh Trần. Đó con bỏ cái này cho cô Hạnh Trần rồi nè. Rồi chị đi ra lên giùm em số điện thoại nha. Chị đi ra nha, em còn 3 mét thôi. Cái này em còn 3 mét nè, chị đi ra lấy thì ok giùm em luôn. Chị đi ra lấy thì ok luôn giùm em, chào Mỹ Hạnh nha. Đi ra lấy thì lên số điện thoại giùm em chị đi ra ơi, con em còn 3 mét rồi. 30 mét hả? À, vải may rèm hả? 30 mét hồi bữa có cái kia có chăn bông luôn, đẹp lắm hả chị, thì chị lấy gần hết rồi. Sợ giờ không đủ. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi, lụa nè. Chị đi ra lấy thì ok giùm em, không thì em bỏ cho người khác không chị nha. Rồi cái này em còn 1m8, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 34. Dạ rồi cái này 2 mét cho cô Hạnh Trần nè. Rồi đi ra lên số điện thoại giùm em. Cái này em hết rồi nha mấy chị đẹp nha. Chờ chọn giùm em cái khác đi nha, do chị đi ra chị hỏi trước á. Đi ra lên số điện thoại giùm em chị nha. Rồi cho cô Hạnh Trần nè. Mango hả chị? Mango thì lâu lâu mới có, cái này hàng kiện mà. 34 cho cô Hạnh Trần luôn này. Rồi con cắt cho em cho cái này 2 mét nha cô Hạnh Trần nha. Sao nó bị cứng ngắc ngơ vậy? Ốp. Đây lần bên đây đi chị. Đi ra có số kìa. Sao nó chiếu chiếu cứng ngắc mà. Nó dính. Rồi em chào chị Thủy Vũ nè. Chờ em xíu mấy chị ơi. Cái này nó mềm lắm luôn á mấy chị. Em cho chị Nguyễn Hà nha. Cái này hả? Cái này may áo dài được chị. Cái này lụa nhặt này, may áo dài được nha. Rồi cho cô Hạnh Trần. Rồi em cho chị Kim Phụng nè. Rồi ai lấy von này chốt lên giùm em.
Mấy chị ơi, cái von này em bảo đảm mấy chị nhận hàng về mê luôn mấy chị, đẹp lắm luôn. Lấy cái mép lấy giùm em, cái này em có một ít thôi. Đây nha mấy chị nha. Cái hàng này trong năm này là em bán cái hàng 120.000 ký nè. Giữ đơn cho cái chị đẹp kia mà chị giữ đơn cho chị mấy tháng trời luôn mấy chị, mà chị không đi đơn nè. Đó. Đây là cái đây là giữ đơn này mấy chị, đây là hậu quả giữ đơn của em này mấy chị ơi. Đẹp lắm mấy chị, chốt là chốt von kèm mét lên giùm em nha. Von kèm mét chứ không thôi lộn nha mấy chị. Hết rồi hả? À Hà Nguyễn. Còn cái này còn mà. Von hồng lấy hết hả? Rồi von hồng lấy hết cho chị Thanh Thúy Nguyễn này. Có đơn chưa? Đó có đơn đó, có cái đơn bì lụa hồng thì có to ha. Rồi em hết, hết cái von đó rồi. 1m6. 1m6 cho chị Huệ Nguyễn này. Thanh Thúy Nguyễn. Thanh Thúy Nguyễn. Huệ Nguyễn đơn mới khỏi số. Rồi xanh 1m8 hả? Mã 1 này đúng không chị gì ha? Chị Hải Đa mã 1 này đúng không chị? Đúng thì ok giùm em với nha chị nha. Đúng thì ok giùm em với nha. Mềm rũ lắm chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một khúc nữa nè, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này thì... Rồi cái này nó có phối caro cho mình nè. Đó, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Ở ngoài nó hơi nhạt xíu. Này sao phải dài. Cái này mấy chị kèm mét lên giùm em đi mấy chị ơi. Này kèm mét nha. Đủ đủ mấy áo dài nhưng mà Nguyễn Hà phải chốt mã lên nha Nguyễn Hà nha. Chị Nguyễn Hà mình chốt mã lên giùm em mới biết được. Cái này là mã 1 nè chị, mã 2, mã 3 giùm em chị nha. Rồi lấy thì kèm mét lên giùm em mã này vàng kèm mét đi mấy chị. Vàng kèm mét lên giùm em. Em hết rồi chị Loan Hoàng ơi. Vàng kèm mét nha mấy chị nha. Ai lấy vàng chốt vàng lên giùm em. Cái này vàng này lên áo dài cũng được nè. Có kho giãn cho mình luôn nè. Vàng kèm mét lên giùm em. Một mét tám nè. Chị Hải Đa nè. Gì vậy? Xác chị quá. Rồi 2 mét cho chị Nguyễn Hà nè. Nguyễn Hà đơn mới nè. Khỏi số nè. Nguyễn Hà đơn mới tải bông xanh may đồ bộ. Dạ cái này thì chị may áo dài may đầm thì nó sẽ ok hơn. Bởi cái này lụa nhặt đó chị, nó sẽ hơi mỏng xíu nha. Em còn có 1,5 mét thôi. Với lại em cũng còn có 1,5 mét là chị Kim Sa Ngô nè. Rồi em căng lên, chị nào lấy thì lấy nha mấy chị nha. Rồi 17.000 nè. 17, chị nào lấy thì chốt mã 17 lên giùm em. Có 17.000 mấy chị thấy không? 1,5 mét mà có 17.000 thôi thì cái lụa này nó rất là mỏng luôn nha mấy chị nha. Đó, tuy mấy chị may váy mấy chị không cần lót, nhưng mà cái mền vải của nó mỏng á mấy chị, lụa nhặt á. Mình vai may đồ bộ nó sẽ sát da lắm. Mình may áo dài, may đầm váy là không cần phải lót giùm em. Ok luôn. 17 nha. Lai chốt 17 lên giùm em với 17. 17 hoa cao. 17 em chốt cho chị hoa cao nè. Rồi cái này lên áo dài cũng đẹp nè mấy chị. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Cái này em còn 2 mét nè. Chị hoa cao chị có rồi á, chị lấy thêm hay sao chị? Thêm thì comment là thêm giùm em chị hoa cao nha. Rồi cái này em còn 2 mét lên áo dài cũng đẹp nè mấy chị, 2 mét nè. 2 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét nha. 2 mét ai lấy chốt lên giùm em mã 46 này. 2 mét 46.000 chị nào lấy thì chốt 46 lên giùm em mã 46. Lấy chốt 46 mấy chị nha, 46k. Chị nào lấy thì mình chốt 46 lên giúp em mã 46 này. 46 nha mấy chị nha, 46. Mấy chị ơi, xem like chấm bài giùm em với. Thêm. Xem like mình chấm chấm lên giùm em xem thấy chị đông chị đang xem mà không thấy chị nào chấm hết ta. Rồi lên cho mấy chị một mảnh mango này mấy chị 2 mét này. Xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Thiệt luôn á. Ai lấy chốt lên giùm em. Chấm bài lên giùm em với nè. Mango chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 35. Lấy chốt 35 lên giùm em nha mấy chị. 35 chị nào lấy 35 chốt 35 này. Em chào chị Ngọc Hằng nè. 35 ai lấy chốt mã 35 lên giúp em mã 35. Chốt 35 nha mấy chị nha. 35 em chốt cho chị Hải Đa nè. 35 chốt cho chị Hải Đa. Chào chị Ngọc Ánh nha. Chào chị Loan Hoàng Huỳnh Linh nè. Rồi tiếp nha mấy chị nha. Em có khúc vòm nè mấy chị. Van Trinh Phong, chào chị Trần Định nè. Van Trinh Phong, 46 hả? Chị Anh Thái mạng hơi chậm nè. Anh Thái lên giùm em số điện thoại nha chị Anh Thái nha.
Mạng chị hơi chậm đó chị, em lên mã 35 rồi chị mới lên 46 luôn, mạng hơi chậm. Cho chị Phương Lê nè. Rồi von cái này em còn 1m4 von Trinh Phong nè mấy chị. 1m4 von Trinh Phong, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20 ai lấy 20. Em còn có màu đó đâu chị, để mấy chị. À, ai lấy chốt lên giùm em mã 20 này mấy chị ơi, von 20. Ai lấy chốt 20 lên giùm em nha mấy chị nha, 20k von này mấy chị. 20k von, chị nào lấy thì chốt mã 20 lên giùm em mã 20 nè. Lấy chốt 20 nha mấy chị nha, 20. Chị nào lấy thì mình chốt mã 20. 20 chị chỗ anh Thái lên số điện thoại nha, mạng của chị hơi chậm. Giờ mình nói có khi chị mới nghe. Rồi 1,5m lụa này mấy chị ơi, lụa cúc nè. 20 em chốt chị Huệ Nguyễn nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em, cái này em còn 1,5m mấy chị. 1,5m lụa, lụa cúc 26 ngàn. Mạng chưa uống thuốc nên chọn. Dạ có von màu đỏ tươi không em? Dạ không chị Khánh Vi Huỳnh nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em đó, chị lên số đó. Ai lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Chị mã 20, 20 em hết rồi. Cái này 26 ngàn nè. 26 chị nào lấy thì chốt mã 26, em gửi rồi nha chị nha. 26 chị nào lấy thì chốt mã 26 này, đẹp gái quá hả? 26 chị nào lấy thì chốt mã 26 lên giùm em. Chốt 26 này mấy chị ơi, cúc này. Cúc nha mấy chị nha, cúc 26 giùm em. Cúc 26. 26 cho chị Lê Thị Quý nè, đơn mới nè, hỏi số này. Xin dí đẹp gái hả? Rồi lên cho mấy chị một mã nè. Cái này nhỏ quá. Rồi lên cho mấy chị khúc von nha mấy chị nha, von này. Ai lấy von chốt von lên giùm em, von Trinh Phong này mấy chị. Von Trinh Phong, ai lấy von thì chốt lên giúp em. Rồi cái này em còn 4,5m von Trinh Phong này mấy chị ơi, 4,5m von Trinh Phong. Lấy chốt lên giùm em 4,5m nè. Chị thêm mà, dạ không chị, nói chung là em cũng không biết nữa. Ai lấy chốt lên giùm em mã 63 von nha mấy chị, 63 ngàn nè. Chị nào lấy thì mình chốt 63 lên giùm em mã 63. 1,2 khúc lụa nào khoảng 2m. Lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Xem like chọn đi chị Nguyễn Hào ơi, chứ em không biết được đâu chị nha. Mình phải xem like mình chọn hả chị. Xem like mình chọn vừa mảnh vừa ý của mình nha chị nha. Rồi ai lấy mảnh von này chốt lên giùm em von Trinh Phong nha mấy chị ơi, von Trinh Phong. Lấy thì chốt lên giùm em Trinh Phong giúp em nè. Trinh Phong nha mấy chị, 63 ngàn. Không lấy hết thì chia đôi nha mấy chị nha. Không lấy hết thì chia ra giùm em. Không lấy hết thì chia ra giúp em nè. 63 ngàn nha mấy chị. Sao bữa nay mấy chị xem thơ thơ không à. Rồi cái này em còn 2m lụa nè mấy chị. 2m lụa co giãn, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m lụa. 63 cho chị Khánh Vi Huỳnh nè. Rồi chị lên giùm em số điện thoại chị nha. Rồi lấy thì chốt lên giùm em mã 34. 34 nha mấy chị nha, 34 chị nào lấy thì chốt mã 34 lên giùm em, chốt mã 34 chứ em không biết là chị thích mẫu nào đâu chị. 34 ai lấy chốt mã 34 lên giùm em, mã 34 nè. 34 ai lấy chốt 34 lên giùm em, chào chị tiệm tóc Tống Tâm nha. Ai lấy chốt mã 34 lụa 2m nè mấy chị, 34 nè, mềm rũ nha. 34, 34 cho tiệm tóc Tống Tâm nè, lên số điện thoại giùm em chị ơi. Lên cái số giùm em. Tiệm tóc Tống Tâm nè. Trời, cái này của Khánh Vi Huỳnh có số đó kìa. Ủa sao liền cái đó? Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa này mấy chị ơi, cái này lụa Hawaii. Lụa này mình không lên bộ được nha. Trắng xanh dương trên xào. Dạ von nha chị Nguyễn Nhi nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Cái này em còn 3m nha mấy chị nha. Cái này em còn 3m, em chốt đơn xong rồi nha chị Tuyền Lê nha. Ai lấy chốt lên giùm em mã 34. Chị nào lấy thì chốt mã 34 lên giùm em nha mấy chị, 34 nè. Lấy chốt 34, cái này lên áo dài là y bài luôn nha mấy chị nha. Đó, cái này lên áo dài là y bài luôn. 34, ai lấy chốt 34 lên giùm em. Áo dài váy đầm giùm em mã 34. 34 em chốt cho chị Thanh Thúy Nguyễn nè. 34 em chốt cho Thanh Thúy Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa nè. Ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em. Cái này không giãn không lót giùm em, mềm rũ cực kỳ luôn, em còn 2m mấy chị. Dạng nhưng mà dạng nhẹ thôi mấy chị, có độ đàn hồi cho mình nha, mềm rũ mướt tay. Lấy chốt lên giùm em mã 39 nè. 39 em chào chị Thành Nguyễn Thị nè. 39 chị nào lấy 39 thì chốt lên giùm em mã 39. Hết rồi chị Huỳnh Như ơi, chọn chọn giùm em mảnh khác chị nha.
39.000, ai like chốt mã 39 may đồ cho bà cho mẹ đẹp này mấy chị, 39.000 này. 39 nhân chợ chốt cho chị Ngọc Ánh nè. Chị Ngọc Ánh lên số nha, đó chốt được rồi chị. Cố gắng chốt một xíu nữa là được chị nha. Chị chịu âm thái mạng cũng hơi nhanh lại rồi nè chị nè. Ngọc Ánh. Lên số điện thoại giùm em chị Ngọc Ánh nè. Rồi cái này em còn 2 mét von này mấy chị ơi, 2 mét von nha. 2 mét von lụa, cái này không cần lót này mấy chị. Cái này không cần lót giùm em, ai like chốt lên giùm em, không cần lót nha. Like chốt lên giùm em mã 38 mấy chị, 38 nha. Like chốt 38 lên giùm em mã 38 này. Ai lấy mình chốt 38 lên giùm em hình trái tim này. 38.000 chị nào lấy thì mình chốt mã 38. Chốt 38 lên giùm em mấy chị ơi, 38.000, chị nào lấy thì chốt 38. 38 lên chốt cho chị Huệ Nguyễn này. 38 chốt cho chị Huệ Nguyễn. Rồi von này mấy chị, ai lấy von chốt von này mấy chị ơi, em còn 2m3 này. 2m3 chị nào lấy thì chốt lên giùm em, chào chị Vương Lê nha. À dạ, chị cho em lại cái số đây, nhiều lúc em sợ em quên chụp lại cái bill điện thoại của chị á, số điện thoại á là nó mất là lỡ em không gọi được cho chị á, nên cho em lại số cũng được rồi em lưu luôn nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 34 này. 34 mấy chị, em biết mấy chị khách cũ hết á, nhưng mà em cứ xin vậy mấy chị. Em sợ em không chụp bill á. 34 chị nào lấy 34 chốt lên giùm em 34. Chốt lên giùm em mã 34 nha mấy chị nha, 34 này. Ai lấy mình chốt 34 giùm em von nha mấy chị, 2m3 có 34.000 mấy chị. Ở ngoài màu đậm hơn giùm em. Cái này màu cốm nha mấy chị nha, màu cốm. Màu cốm 34, ai lấy 34? Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Thấy số đó nè. Chị nào lấy 34 chốt 34. 34 cho chị Trúc Nguyễn Thanh nè, có số điện thoại nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa hoa trăng này. Lụa hoa trăng này em còn 1m2 nè mấy chị, lụa hoa trăng em còn 1m2. 1m2 hoa trăng, ai lấy chốt mã 20. Hoa trăng 20, chị nào lấy 20 chốt 20 giùm em. 20 nha mấy chị nha, 20 hoa trăng này, ai lấy hoa trăng chốt mã 20, cái này chị đổ lên cho mình lên áo thôi nha mấy chị nha. Lụa hoa trăng 20. Ai lấy 20 mình chốt 20 giùm em nha mấy chị ơi, 20. Chị Thiện Tâm ơi, chị mua hàng sao em gọi cho chị không được vậy chị? Em gọi cho chị cháy máy luôn á chị ơi. Em gọi cho chị không được gì hết, chị cho em đúng số không mà sao em gọi chị không được luôn á. Em hết rồi chị Nga Lệ Nga nè. Rồi ai lấy mạnh này nữa thì chốt lên giùm em nè mấy chị ơi, lấy thì chốt lên giúp em. Cái này bi nha mấy chị nha, cái này em còn 1m2 thôi, 1m2. 20 em chốt cho chị Huệ Nguyễn nè. Mã 2 hả chị? Rồi ai lấy mạnh này chốt lên giùm em mã 18 nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 18. Chốt 18 lên giùm em mấy chị ơi, 18. Chị nào lấy 18 chốt 18 lên giùm em nè mấy chị. Cái này lên áo thôi nha mấy chị nha. Lụa. Lụa co dạng chị đổ lên áo thôi, 18.000. Ai lấy chốt mã 18 giúp em, mã 18 nè. Mã 18, chị nào lấy 18 thì chốt 18 lên giùm em, 18. Kết bạn với chị cũng không, chị cũng không chấp nhận mà gọi cũng không được luôn. 18, ai lấy 18 chốt 18 lên giùm em. Rồi ai lấy mạnh von này chốt lên giùm em von này. Von này em còn 3 mét này mấy chị ơi, von dập hình trái tim này. Von dập hình trái tim, chị nào lấy thì chốt lên giúp em, von dập. 18 chốt cho chị Nga Lệ Nga nè. Đây rồi nha, Quách Hiệu Hiền nha. Rồi cái này 41.000, chị nào lấy thì chốt mã 41 lên giùm em, mã 41 này mấy chị. 41k chị nào lấy thì chốt mã 41 lên giùm em này mấy chị ơi, 41k cái này là von nha, lên đồ rất là sang luôn. 41.000. Không phải đâu, mã 18 nó chỉ cho cái mã số cuối cùng á, còn số điện thoại là nhớ là cho em đúng số nha, cái mã sau là cái mã 18 đúng không chị Nga, người Lệ Nga, còn trước là số điện thoại đúng không? Đúng rồi đúng không? 141 đúng rồi đó, chị lên mã 18 chị ghi dính liền á, có gọi đúng số này không? Chị là chị cho em đúng sai số chị, bởi vì chị biết sao không? Khi mà mấy chị cho em số điện thoại á là em chụp cái màn hình lại nè, đó. Xong rồi ví dụ như lỡ bạn bé nhân viên nó ghi sai số là em sẽ vào trong cái chụp màn hình đó mấy chị. Em chụp cái màn hình lại là em sẽ coi thử là nó ghi đúng số không. Đó, nó ghi là đúng cái số mà chị cho luôn. Đây này em chụp màn hình lại nè. Nhưng mà gọi không được là có nghĩa chắc có khi chị cho em sai số. Em gọi mà nó có bài nhạc gì á.
để nếu như mà xuống live em phải lấy cái điện thoại này, cái điện thoại này điện thoại live của em đang chụp màn hình nè, coi thử đúng số không là biết liền à. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em, mấy chị chỉ cho em sai số thôi. Em không đi tìm người yêu đi tướng đoan đúng không? Phải không? Cái bài gì à? Không biết nữa. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mẹ 41, cái này đẹp mà mấy chị không lấy hả? 41 ngàn nè. Lấy chốt mẹ 41 lên giùm em. Những đơn mà mấy chị không gọi, em gọi không được với lại là không đi hoặc là không đủ đơn là em xả hết rồi. Nếu như mà chị có mua thì mua lại giùm em với nha. Chứ còn em nghĩ là chị cho em sai số rồi nên là đơn là em phải xả hết. Cho chị 2 mét lót trắng, 2 mét lót. Dạ không có, chị Vương Lê nè. Rồi cái này em còn 1m8 nè. 1m8 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m8. Lấy chốt lên giùm em mã 33. Chốt mã 33 giùm em nha mấy chị. 33. À, 41 cho chị Mai Phượng nè. Lên số điện thoại giùm em chị Mai Phượng ơi. 33 chị nào lấy 33 chốt 33 lên giùm em, mạng bị chậm hay sao? Mấy chị chốt lâu ghê. 33 ai lấy 33 chốt lên giùm em, cái này là lụa nè mấy chị, 33 nè. Ai lấy 33 chốt mã 33 lên giùm em, mã 33. Ai lấy dài kịp. Dạ kịp chứ chị. 33 một à 18 tháng 3 gần hết rồi nè. À cái đó von dập mấy chị. Cái đó von dập nha. 33 chị nào lấy 33 chốt 33 lên giùm em nè mấy chị ơi, 33 nè. Ai lấy chốt mã 33 là lụa nha mấy chị nha. Nga lệ Nga nè. 33 cho chị La, Nga lệ Nga. Rồi lên cho mấy chị một khúc thổ cẩm nè. Lấy thì chốt lên giùm em. Cái này sẽ bị lỗi rồi. Số mày chị Mai Phượng lên giùm em số điện thoại chị ơi. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Úc lọc vải cũng như vậy. Rồi cái này nó bị lỗi nè mấy chị ơi. Cái này nó bị lỗi nè. Bị lỗi nè, em sale cho mình nha. Chị nào lấy mã sale thì chốt sale lên giùm em. Sale mã 35 nè. Sale 35 lên giúp em. Cái này em còn 2 mét nè mấy chị. Nó còn em còn 2 mét nha. Nó bị lỗi ngay chỗ phần biên này mấy chị ơi. Nó bị mắc hổ xíu. Đây nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em mấy chị ơi. 35 nè. Sale 35 giùm em. Mã sale 35 cho chị Huỳnh Linh nè. Sale 35 chốt cho chị Huỳnh Linh. Đơn mới khỏi số nè. Khỏi số. Sale 35. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lên áo dài bao đẹp luôn nè. Lấy thì chốt lên giùm em. Cái này lụa nhung nha mấy chị nha. Nó không phải là nhung chắc giống lụa nhờ, bề mặt của nó mịn như nhung vậy mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em. Lên áo dài rất là sang luôn mấy chị ơi. Cái này em còn 2 mét nè. 2 mét lụa nhung. Lấy thì chốt lên giùm em mã 47. Sang lắm mấy chị ơi. Nhìn cái vải là biết. Nhìn cái vải là biết sang rồi. Này mấy chị. 47 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 47 lên giúp em. 47k. Ai lấy chốt mã 47 lên giùm em. Cắm bài tương tác giùm em chứ mấy chị ơi. 47 cho chị Thăm Thúy Nguyễn nè. Mấy chị xem live mấy chị cắm tương tác giùm em với nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị khúc lụa nữa nè. Ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em. Em chào chị Thảo Đa nha. Hết rồi chị ơi. Chọn những mảnh khác nha. Rồi cái này em còn 2 mét luôn. Lụa nha mấy chị. Rất là mềm rũ luôn nè. Rất là mềm rũ. Chị nào lấy vậy là không có đi hàng. Không có đi đón hạ mạng yếu khó. Đặt quá. Chị đặt được cái chó nhưng mà chị cho em sai số đó chị. Tại vì ví dụ như bé nhân viên em ghi sai thì em còn chụp màn hình. Còn đây là nó ghi đúng số luôn. Đúng số chị cho luôn. Chị cho em sai số. Chị còn văn đen thôi. Em cũng không biết nữa chị ơi. Phải xem like chọn giùm em. Em có von nhưng mà von theo hạt nổi được không chị đây nè. Mà chị Mai Phượng chị chưa cho em số luôn á chị. Đây nè em còn theo hạt nổi này thôi. Từng nãy là cái von dập. Còn đây là theo nổi lên cho mình luôn nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 41 nè. Lấy chốt mã 41 lên giùm em nha mấy chị. 41k. Chị nào lấy thì chốt mã 41 lên giùm em. Mã 41 nè. Mã 41 lên giúp em mấy chị ơi. 41k nè. Ai lấy chốt 41. Ai lấy chốt mã 41 lên giùm em. 41 nè. 41 chốt cho Bảo Diệp nè. Rồi lên cho mấy chị một khúc lụa lá nữa nè. Khúc lụa lá này em còn 2 mét luôn mấy chị. Lụa lá 2 mét. 2 mét lụa lá. Chị đầu lấy thì chốt lên giùm em 2m42. 2m42 ngàn lụa lá nha mấy chị nha. 42k. Chị đầu lấy thì mình chốt 42 cho em. 42 mấy chị ơi. 42. Thơ hạt nổi 1m5. 42 cho Nga lệ Nga nè.
À rồi, để chị coi thử có không nha. Ngô Thị Kim Huệ 1,5m nè. 1,5m cho cô, làm đơn cho cổ đi. Cho ai? Ngô Thị Kim Huệ, họ số. Rồi, thêu hạt nổi, chị nào lấy thì chốt lên giùm em thêu hạt nổi này mấy chị. Cái này em còn ít nha. Lấy chốt lên giùm em còn 2m2 mấy chị. 2m2 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m2 nè. Lấy chốt lên giùm em mã 31 nè. 2m2 31 nè, chị nào lấy thì chốt mã 31 lên giùm em, mã 31. Chốt mã 31 lên giùm em mấy chị ơi, 31 em có nè, chị nghe lại nghe nè. 31 ai lấy chốt mã 31 lên giùm em, chốt 31 nè. Chị Mai Phượng, chị có lên cho em số không chị ơi? Màu khác hả? Rồi nếu như có màu khác thì để con để cho cô cho nha. 31 2m2 cho chị Hồng Thanh Thanh. Chị Hồng Thanh Thanh ơi, mình lên lại số giùm em với nha chị Hồng Thanh Thanh nha. Lên cho em cái số chị nha. Đây nè, cái dập ly này được không chị? Cái dập ly có nổi nè chị ơi. Đây nè, màu xanh đen nha. Chị nghe lại nghe nè. Dập ly. Em phải đưa thì thế này chị mới thấy được đây nè. Đó, chị lấy không? Ok, chị Mai Phượng nè. Đúng 1kg 100.000 mới đi đơn. Dạ, đúng rồi chị. Chị chọn cho em 1kg hơn 1kg là đi đơn nha chị Ngọc Ánh nha. Chào Lê Thị Kim Trung nha. Rồi chị nghe lại nghe, mình lấy thì kèm mét lên giùm em cắt cho chị. Lấy kèm mét lên giùm em nha chị nha. Hồng Thanh Thanh. Ghi cho đúng, ghi cho rõ vô. Để hai cái máy cho nó ghi cho đúng. À vậy hả chị? Vậy chắc không có đâu chị ơi. Em cũng biết nữa, trong kiện cũng không biết luôn. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Cái này kia áo này mấy chị ơi. Áo nha. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Áo nè. Áo 23.000. Chị nào lấy thì chốt mã 23 lên giúp em. Mã 23. Lên số rồi. 23 chị nào lấy thì chốt mã 23 lên giùm em. Mã 23 nè. Áo 23.000, chị nào lấy thì chốt mã 23. Lấy chốt mã 23 lên giùm em. Mã 23 nha mấy chị. Đuổi hết hàng người đây quá. Không thấy hả? Rồi cái này em còn 2 mét lụa này mấy chị ơi. 2 mét lụa này, có không? Dạ, ok chị Thiện Tâm. Gây đây, gây đây. 0912. Nhớ cho em đúng số nha mấy chị nha. Từ từ đây. 0912 869 499. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 37 nè. 37.000, chị nào lấy thì chốt mã 37 lên giùm em, mã 37. Chốt 37 lên giúp em mấy chị ơi, 37.000. Chị nào lấy thì mình chốt 37 nè, đẹp chưa mấy chị? Rất là đẹp luôn, em cho chị giao giao nha. 37 ai lấy 37 chốt 37 lên giùm em, 37 cho chị nghe lại nghe nè. Mấy chị ơi, mấy chị chọn mảnh nào là mấy chị phải nhớ. Thôi lột cái này ra che đi. Sao sợ quá. Mấy chị chọn mảnh nào là mấy chị phải nhớ giùm em với nha. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên giùm em dập ly nè mấy chị. Dập ly màu hồng có phối caro cho mình nha. Đây nè. Đó, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Đàn, đi chuyền nước về ha, Kim Trung. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 32. Ngày hôm qua chốt đơn xong rồi em xỉu luôn á chị. 32 chị nào lấy thì chốt mã 32 lên giùm em. 32 chị nào lấy thì chốt 32 lên giùm em nha mấy chị. 32.000 nè. Chị nào lấy thì chốt 32. 32 cho chị Nga Lệ Nga nè. 32 cho chị Nga Lệ Nga. Dạ không, em thấy chị Khánh Phi Huỳnh nhưng mà do chị chốt sâu á chị. Em thấy chị chứ, nhưng mà do chị chốt xong, chào chị Như Loan nha. Em đang live von lụa đó chị ơi. Đang live von lụa. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Cái này lụa Hàng Châu này mấy chị. Đó, cái này lụa Hàng Châu mềm rũ cực kỳ luôn. Lấy chốt lên giùm em. Cái này em còn 3m4 này mấy chị ơi. 3m4 co giãn cho mình luôn. 3m4 nha. 3m4 chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 57. 57 chị nào lấy thì chốt mã 57 lên giùm em. Chốt 57 nè. Mã 57 mấy chị nha. 57. Ai lấy chốt mã 57. Đẹp lắm mấy chị, 57.000 nha. Lấy chốt mã 57 lên giùm em, mã 57 này.
Mã 57, 1m8 hả? Đâu, cái này đâu cắt ra được đâu. Cái này đâu cắt được đâu ta. Rồi cái này cho chị Lê Thị Kim Trung này. Chưa. Em cho chị Nguyễn Thanh nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Cái này là đuổi nè mấy chị ơi. Cái này là đuổi nha. Cái này đổ lên áo cho mấy chị nè. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Đuổi lên áo 25.000. Chị nào lấy 25 thì chốt 25 giúp em nè. Mã 25 không? Không cần số. 25, ai lấy 25 chốt 25 lên giùm em. Mã 25. Chốt 25 lên giúp em nha mấy chị. 25 nè. Chị nào lấy 25 mình chốt 25 giùm em mấy chị ơi. 25 đổ lên áo thôi. 25 cho Thành Nguyễn Thị nè. Đó đơn chưa ta nha. Chưa đúng không? Dạ chị Thành Nguyễn Thị cho em số chị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị khúc này nữa nè. Cái này giống như gấm này mấy chị. Cái này giống gấm nha, màu đen này mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giùm em. Rồi cái này em còn 3m2 nè mấy chị. 3m2 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m2. 59.000 chị nào lấy thì chốt mã 59 lên cho em nè. 59 chị nào lấy 59 chốt 59 giùm em. Em thấy chị Khánh Phi Huỳnh á, nhưng mà do mạng mình chốt sau á chị nha. Chị Lê Thị Kim Trung 57 nè, xong rồi tới chị nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em, chào chị Nguyễn Hồng Nhung nha. Lấy chốt lên giùm em mã 59 nha mấy chị. 59 em chốt cho hoa cao nè. Rồi lên cho mấy chị khúc caro nè mấy chị. Cái này mềm đẹp lắm luôn nè, nhưng mà nó còn ngắn lắm mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt lên giùm em 1m5. 1m5 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m5 caro. 1m5 caro, ai lấy chốt lên giùm em mã 28. Ok chị, em thấy số nè. Cảm ơn Kim Trung nè. 28, ai lấy 28 thì chốt 28 lên giùm em mã 28. Ngồi chốt đơn á mấy chị, nó bị stress lắm mấy chị. 28 caro cho chị Hải Đa nè. Do mình ngồi mình chốt đơn, ví dụ em like em cũng mệt chứ. Em like là em nói em hơi ra mấy chị. Nó cũng mệt nhưng mà không có bài mệt bằng chốt đơn mấy chị ơi. Thiệt luôn á. Cái chốt đơn nó giống như là cái cực hình vậy mấy chị. Tại vì mình bị stress á, nhiều chị thế này, nhiều chị thế kia mấy chị. Nhiều chị nói mảnh này chị không chốt rồi vậy á. Xong rồi nhiều lúc mình stress rồi không đi hàng rồi vậy mấy chị. Stress lắm. 28 hết rồi nha mấy chị nha. Vậy là này chị đi nước còn rồi mai thêm một bình nữa. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Cái này là von này mấy chị. Đây là von nha mấy chị nha. Lấy thì chốt lên giùm em von. Von này em còn 3m5 nè mấy chị. Von còn 3m5 nha. Von Trinh Phong nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em. Von Trinh Phong chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 54 nè. 54, ai lấy chốt mã 54. 59 là cái nào ta? 54, ai lấy chốt mã 54 không nhớ. 54, ai lấy 54 chốt 54 lên giùm em. Đâu đi chị coi. 54 chị nào lấy thì chốt mã 54 nha mấy chị. 54 cho chị Khánh Vi Huỳnh. Cái này là von nha mấy chị nha. Ăn xả. À cái này hả? À, cho chị Khánh Vi Huỳnh này. Cái này là gắm mấy chị lên đồ người lớn được với chị Hoa Cao. Cái này mình lên đầm thiết kế cũng được nè chị. Chị lên đầm thiết kế, chị lên áo dài, lên đồ cho mấy mẹ, mấy bà rất là sang luôn á chị. Đó, chị muốn lên gì chị lên à. Lên đồ bộ gì cho người già là vậy cũng được chị. Hoặc là một cái đầm thiết kế mà đầm thiết kế mà người ta may kiểu trẻ trẻ chị. Cũng ok luôn nha. Cái mảnh gắm đen đúng không? Anh xã tặng hàng. Yeah. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Mấy chị ơi, mấy chị chốt là mấy chị phải nghe em đọc cái chất nha mấy chị nha. Chứ nhiều chị mà muốn chọn đồ bộ mà mấy chị chốt von là tối hồi em chốt đơn nó khó lắm mấy chị. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 43 nè. Bên chị có vải ký thôi hả? Bên em dạ em có bán hàng cây hàng. Đúng rồi, em bán hàng cây hàng ký á chị ơi. À, xã 59. 59 của ai vậy? Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 43 nè, lụa giấy nè. 43, ai lấy chốt mã 43 lên giùm em. Chốt 43. 43 cho chị chốt Nguyễn Thanh nè. 43 cho chị chốt Nguyễn Thanh. Dạ đúng rồi chị Hải Đa. Chị chốt Nguyễn Thanh lên giùm em số điện thoại nha chị chốt Nguyễn Thanh nha. 59 không ai chốt hết á. Rồi lên cho mấy chị một khúc này về mấy chị phối gì mấy chị phối nè. Mấy chị may cho mình cho đây rồi. Phải. Hai chút Nguyễn Thanh. Đâu phải chút Nguyễn Thanh. Cái kia là cái gì đó chứ. Cái kia là Thành Nguyễn Thị chứ.
Vậy hả? À vậy hả? Em xin lỗi chị nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em, cái này là mấy chị về phối tay, phối like, phối gì thì phối nha mấy chị nha. Đó, về phối tay, phối like, phối gì phối giùm em với. Cái này ai lấy thì chốt mã 13 lên giùm em, satin nè mấy chị. Satin, chị nào lấy satin chốt 13 lên giùm em, về mình phối nha mấy chị ơi. Phối. Không có đâu kim cương. Không phải đâu. Rồi, 13 em chốt cho chị Ý. Ý thị cao nè, lên số điện thoại giùm em nha, chị Ý thị cao nha. Chốt Nguyễn Thành rồi mới tới em á. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em. Cái này là von này mấy chị. Đó, chị nào lấy von chốt von lên giùm em, von caro. Von caro em còn 2,5 m. Von caro còn 2,5 m, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 36. Lấy chốt mã 36 lên giùm em mấy chị. 36.000, ai lấy chốt 36 lên giúp em mã 36 nè. Mã 36, chị nào lấy 36 chốt 36 lên giùm em mã 36 nha mấy chị. 36 nè. 36 mấy chị ơi, lấy thì chốt 36 lên giùm em. Cái đó là von nha mấy chị nha. Lên áo sơ mi giùm em với. Rồi lụa này mấy chị ơi. Cái này em còn 1,5 m. 1,5 m lụa, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m. 36 chốt cho Vương Lê nè. Vương Lê đơn mới khỏi số nè. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em 25 nè. Chị nào lấy 25 chốt 25 lên giùm em nha mấy chị. 25. Ai lấy chốt mã 25 lên giùm em nha mấy chị. 25. Satin không, không có satin gấm đâu Kim Trung ơi. 25 cho chị Ý thị cao nè. 25 em chốt cho chị Ý thị cao. Rồi lên cho mấy chị khúc von nè. Von này đủ lên áo nha mấy chị nha. Von này đủ lên áo giùm em. Em cho chị Nga Nguyễn nha. Chọn giùm em mảnh khác này, chị Ngọc Huyền nữa nè. Lấy chốt lên giùm em mã 24 nè mấy chị. 24 nè. Lên áo. Cái này 1,5 m mấy chị. 1,5 m, 24. Chị nào lấy 24 chốt 24 lên giùm em. 24, ai lấy 24 von nha mấy chị nha. Cái này lên đầm lên váy giùm em, phải lót giùm em 24. 24 cho chị Trúc Nguyễn Thâm nè. 24 cho chị Trúc Nguyễn Thâm. Rồi lên cho mấy chị khúc von lên áo luôn nè mấy chị. Cái này von lên áo giùm em. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Lên áo 13.000. Lên áo 13, chị nào lấy 13 chốt 13 lên giùm em. 13 nha. À chị chốt ở tầm 5-6 mảnh là đi đơn được rồi, chị Ý thị cao. Nếu như đủ đơn thì chốt tầm chừng đó nha chị nha. Còn nếu như mà muốn chốt thêm thì chốt thêm giùm em nha. 13 cho chị Huỳnh Thị Lòng này, đơn mới này, khỏi số này. Rồi bi này mấy chị ơi, lụa bi này. Em xả rồi nha chị Hoa Cao nha, em xả cho chị rồi á. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em bi này. Bi này còn đủ lên áo thôi mấy chị. Bi này đủ lên áo thôi. Lấy chốt lên giùm em 20 này. 20, chị nào lấy 20. Ấy là hơn 1 kg là đi đơn nha chị, ấy thì cao. Ấy là mình chốt là tầm cỡ hơn 1 kg là đi đơn giùm em nha. Là chị chốt cỡ tầm 7-8 mảnh á. Quên 5-6 mảnh là đi đơn được đó chị. 20. 20 em chốt cho chị ấy thì cao nè. Nói chung mình chốt cỡ tầm 4-5 mảnh là đi đơn được đó chị. Còn nếu như chị muốn chốt nhiều thì mình chốt nhiều tùy mình nha. Nay nghỉ mua vải rồi hả? Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này lên áo đẹp nè. Lên áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em nè. Chị nào lấy áo chốt lên giùm em mã 15. Chốt 15 nha mấy chị nha. 15, ai lấy 15 chốt 15 lên giùm em mã 15 nè. 15 mấy chị ơi, lấy thì chốt mã 15 lên giùm em. Mã 15 nha mấy chị nha. Lên áo thôi. 15, ai lấy 15 chốt 15 giùm em. Mã 15 nè. 15 nha mấy chị nha, 15. 15 cho chị Thành Nguyễn Thị này. Rồi lụa mấy chị ơi, lụa này. Dạ. Yeah. Do hàng có hàng mảnh đó chị, xin chị thông cảm chị nha. Rồi cái này em còn 2 mét nè. Cái này em còn 2 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Hàng khúc hơi khó chốt xíu nha mấy chị. 39.000, chị nào lấy thì chốt mã 39 lên giùm em. Lụa hoa nhí 2 mét, 39.000. Lụa hoa nhí 39, chị nào lấy 39 chốt 39 lên giùm em. Mã 39 nè. Chốt 39 lên giúp em mấy chị ơi, 39.000. Ai lấy chốt 39. Chốt mã 39 giùm em. 39 em chốt cho chị Liên Nguyễn nè. Chị Liên Nguyễn lên giùm em số điện thoại chị ơi. Lên số chị nha. Rồi cái này lên áo dài sang này mấy chị. Cái này cũng là lụa luôn nè. Lụa lên áo dài rất là sang luôn. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 35. Chốt 35 lên giùm em mấy chị nha. 35 nè. Ai lấy 35 chốt 35 lên giùm em mã 35. Mã 35 nha mấy chị nha.
Chị Nguyễn Thanh không cần lên số nào đâu, chị Nguyễn Thanh nha. Làm cho chị Nguyễn Thanh một cái số, một cái đơn để sẵn đi. Chắc là chị cần lên mã giùm em thôi chị Nguyễn Thanh này. Lên số nó sẽ lâu lắm này. 35, 35 cho chị Nguyễn Nhi này. Nguyễn Nhi cũng lên số giùm em luôn này, chị Nguyễn Nhi này. Cũng lên số chị Nguyễn Hồng Nhung nè. À, em like cái mã 35 rồi, người ta lên mã 35 rồi, chị mới lên tới cái mã 39 thì làm sao mà chốt lại được. Do cái mạng của chị nó chậm đó. Cái mạng của chị nó chậm quá này, em like tới mã 35 rồi, chị mới lên tới cái mã 39. Mạng chậm quá mà biểu chị. Rồi lên cho mấy chị khúc vàng này, vàng kèm mét này mấy chị ơi. Vàng mình phô có phối caro cho mình nè. Vàng kèm mét chị nào lấy thì chốt vàng kèm mét, nhớ cho em đúng số nha mấy chị nha. Mấy chị nhớ là cho em đúng số nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em kèm mét lên giùm em nè. Cái này 2 mét tầm mà 3 mấy ngàn thôi mấy chị. 2 mét cái này tầm 38 ngàn thôi. Cỡ đó mấy chị ơi, lụa nha. Lấy kèm mét lên giùm em. Co giãn này mấy chị rất là đẹp luôn. Cái này mấy chị không chốt tiết chê luôn á. Ở ngoài rất là đẹp nha mấy chị nha. Màu vàng đậm hơn. Có phối caro cho mình luôn. Có phối caro luôn á mấy chị. Đậm hơn nha mấy chị nha. Vàng kèm mét lên giùm em mấy chị, lấy vàng chốt vàng kèm mét. Rất là đẹp luôn mấy chị. Rất là đẹp mà mấy chị không chốt. Vàng 2 mét cho chị Lý lại. Quên. Cho chị nghe lại nghe. Ám ảnh Lý lại nghe. Ám ảnh Lý lại nghe. Mình chuyển tiền đi đơn hàng trước bạn nhận chưa? Anh Hồng. Ờ à, sao em không để ý ta? Do là em không để ý. Rồi để em kiểm tra lại cho nha. Hôm qua giờ em mệt quá. Em chào chị Thúy Hoàng nè. Nghe lại nghe. Vàng 2 mét cho chị Lê Thị Quý nè. Để em kiểm tra cho chị Linh nha, chị Thùy Linh nha. Là chị Quý 2 mét cho chị. Anh làm cái đơn cho chị Nguyễn Thanh đi vậy? Ủa sao em nói anh làm mà sao anh không làm? Sao mà quên? Chị Ngọc Nguyễn lo giùm em số điện thoại chị Ngọc Nguyễn nè. Rồi Hồ Công Ngôn ngôn hết rồi. Hồ Công Ngôn ơi, Nguyễn Thanh đơn mới. Nguyễn Thanh có số ở trên á. Chị Ngọc Nguyễn lên giùm em số luôn nha chị Ngọc Nguyễn nha. Đi sau lưng 2 mét nhiêu tiền em? Dạ cái đó em phải xé ra rồi em mới cân được nha chị. Nguyễn nha. À quên, Nguyễn Thâm. Nguyễn Thâm đơn đó mới là chị Tây mới là đơn. Ngọc Nguyễn. Ngọc Nguyễn chưa có đơn. Rồi chị Ngọc Nguyễn lên giùm em số điện thoại rồi. Cái này em còn 1,5 mét này mấy chị. Cái này 2 mét chắc tầm cỡ 30 mấy ngàn thôi. Tầm cỡ đó, 30-40 ngàn đổ lại. Ngọc Hiền. À. Ngọc Hiền. Chị Ngọc Huyền lên giùm em số điện thoại chị Ngọc Huyền nha. Đó. Người ta nhìn không kỹ thì phải nhìn vô trong đó ghi tên cho nó đúng nha. Là gì người ta like mà sao người ta nhìn được. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 mét nè. 1,5 mét chị nào lấy thì chốt mã 24. Chốt mã 24 lên giùm em mấy chị nha. 24, ai lấy 24 chốt 24 giùm em. Mã 24 nè. Chốt mã 24 giùm em nha mấy chị nha. Nói chung lụa mấy chị ơi, hàng 100 ngàn ký đó nè. Lụa thì nó tầm cỡ 40 mấy ngàn thôi. Mảnh nào nặng nặng á mới 40 mấy ngàn thôi, còn không 30 mấy ngàn à. Không có, Hồ Công Ngôn còn có 1,5 mét à. Hello chị Giang Kim nha. Mấy chị nhớ là cho em đúng số mấy chị nha. Hồ Công Ngôn chốt sau rồi, không có cái mảnh vàng đó rồi Hồ Công Ngôn ơi. 24 cho hoa cao kìa. Rồi cái này 37 ngàn nè chị. Chị Nga lại Nga nè. Cái này 37 ngàn nè.
Nói chung em bán vải miếng mấy chị em không có đoán giá chính xác được, nhưng mà em nhắm từng chừng đó xem là em cũng biết được à. Em rồi chắc vải là em biết. Vải bình thường nha. Vải bình thường à? À đây. Tự nhiên đâu ai hỏi đâu mà tự nhiên hỏi mẹ bình thường. Không hỏi vậy. Vậy hả? Mạng lúc mờ, mạng bình thường mà. Nga lệ nga. Còn cái mảnh vàng mới là của hoa cao. Chị có cần lấy số không? Rồi cái này em còn 2 mét nha mấy chị nha. 2 mét không nhân gian kim nha. 2 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét nè. 2 mét von trinh phong chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 33. Lấy chốt mã 33 lên giùm em nha mấy chị. 33 nè. Chị nào lấy 33 chốt 33 lên giùm em. Mã 33 mấy chị ơi, 33k nè. Ai lấy mình chốt mã 33 giúp em. Mã 33. Ai lấy 33 chốt 33 giùm em nha mấy chị. 33 von trinh phong. 33 von trinh phong chị nào lấy 33 chốt 33 giùm em. Chị mua 8 bi xăm. Sao em hang von trên xào có cần lót không? Von trên xào hả chị? Chị may váy là phải lót hả chị? May váy là phải lót như vậy nha. Sao nó vô trong rồi? Ba ba là nào ha? Và này xé nè. Dạ em bỏ con tôm nha chị Kim Chi Lê nha. Tiệm tóc Tú Tâm. Ba ba cho chị Nguyễn Hồng Nhung nè. Chị Nguyễn Hồng Nhung cái đó là von nha chị Nguyễn Hồng Nhung nha. Chưa. Nguyễn Hồng Nhung cái đó là von. Dạ chưa chị. Chưa có, ấy là sĩ người ta không có kịp mà về á chị. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 40. Ấy là em đặt rồi nhưng mà sĩ người ta chưa có hàng để về cho em chị. Số ai? Khỏi. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 42 mét súp bọt nha mấy chị nha. Súp bọt 40 nè. Súp bọt 40 chị nào lấy súp bọt 40 chốt lên giùm em mã 40 lên giùm em. 40 súp bọt mấy chị ơi, 40 nha. Ai lấy 40 thì chốt. Cho chị Khánh Vy Huỳnh nè. Mã 2 là mã nào? Cái đó là von đó chị ơi. Cái này là von chị nha. Cái bi là lụa, còn cái này là von nha chị nha. Cái này là von. Em còn màu khác. Em còn cái này đủ lên áo thôi mấy chị, xích bọt luôn, đủ lên áo. Chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Áo nha mấy chị nha. Em muốn mua gửi tới nhà chị trước ngày 8 tháng 3 kịp không? Em sợ không kịp quá chị ơi. Rồi cái này 19 chị nào lấy thì chốt mã 19 lên giùm em. Bữa nay ngày mấy? Bữa nay ngày 3 mất rồi. Bữa nay ngày 3 rồi sợ không kịp quá. Có nghĩa là em đặt cái hàng đó em đặt bữa giờ rồi nhưng mà 19 chút. Chút đi là ngày 6 mới đi là ngày 8 tới. Em đặt cái hàng đó lâu rồi nhưng mà sĩ chưa không có để về cho em. Sĩ người ta cũng chưa về hàng kịp á mấy chị. Người ta đánh hàng chưa về kịp, bán xe nó chưa về kịp nên người ta đâu có bỏ cho em đâu. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em chân thổ cẩm này mấy chị. Chân thổ cẩm cái này em còn 3 mét rưỡi nè. 3 mét rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 mét rưỡi. Sao mấy chị không chấm bài lượt view xuống rồi. Lấy không có setting đâu em. Rồi 58 chị nào lấy thì chốt mã 58 đó cho em. Nói chung đây là hàng kiện Kim Trung nha. Hàng kiện thì nó về thập cẩm chắc lắm. Có đợt thì nó về rất là nhiều setting luôn. Nhưng mà có đợt thì không có đâu em. Đó, thành ra cái này là mình phải xem like mình lựa, nó cũng có nhưng mà hiếm lắm. Nên là có được không? 58 với chị Thâm Thúy Nguyễn nè. Satin rồi mango rồi nó hiếm lắm mấy chị ơi. Không có satin đâu. Đa số là von lụa vậy thôi. Có được thì nó về cho mình rất là nhiều satin nhưng có được là không có. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Hàng kiện mà nó về trúng cái gì là mình like cái đó hả mấy chị. Rồi cái này em còn 3 mét von này mấy chị. 3 mét von trinh phong, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 mét von trinh phong. Lấy chốt lên giùm em mã 44 nè. 44 nha mấy chị nha, 44 chị nào lấy 44 chốt 44 lên giùm em. Mã 44 lên giúp em nha mấy chị, 44k nè. Chị nào lấy thì mình chốt 44. Lấy chốt mã 44 lên giùm em nha mấy chị, 44 nè. 58 hôm qua lâu rồi chị Nguyễn Hồng Nhung nè. 44 mạng của chị chậm quá, không thể nào mà nói là em không chốt cho chị được, mạng của chị rất là chậm luôn.
Em like cái mẫu đó qua lâu rồi Ngọc Huyền nè. Em qua là em nói qua mã khác rồi mà chị mới lên mã đó là mạng của chị chậm quá sức luôn. Rồi cái này em còn 1,5 m nè. 1,5 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Dạ không chị, tại vì cái này hàng khúc mà không đủ đâu chị ơi, chị thông cảm nha. Ship 35-40 từ 10kg trở xuống nha chị, nghe lẹ nghe nha. Rồi cái này 22 ngàn, chị nào lấy 22 chốt 22 giùm em, mã 22. Lấy chốt mã 22 lên giúp em mấy chị ơi, 22 nè. Ai lấy 22 chốt 22 giùm em nè. Mã 22 giùm em, chị nào lấy 22 thì chốt. Cái này là von nha. Cái này là von nhân Thùy Linh nha. Cái này là von nhân Thùy Linh, lấy không? Thùy Linh đâu có lấy von đâu đúng không? Rồi ai lấy mạng này, mạng là mạng của chị á. Mạng của chị chậm á. Rồi ai lấy mạng này chốt lên giùm em khúc lâm này mấy chị. Cái này em còn 1,5 m. 1,65 m. 1,6 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Em đi là ánh hồng đi. Lấy chốt lên giùm em mã 28. Ánh hồng. Ừ, khỏi số. 28 chị nào lấy 28 chốt 28 lên giùm em này mấy chị, 28 ngàn. Ai lấy chốt mã 28 lên giúp em, mã 285 này mấy chị, Lan Hoa 28. Lan Hoa 28, em ơi em chốt sau nha Kim Trung nha, đừng kiện tụng nữa mà, trời ơi. Hoặc vá chốt sau nha. 22, 28 chứ. 28 cho chị Phương Lê nè. Phương Lê đơn mới khỏi số nè. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Em nói khang của họng không mấy chị không? Cảm thấy không thương em chút nào hồi sao mấy chị, em đâu có thiên vị, đã nói là em không thiên vị rồi. Rồi cái này em còn 2,2 m nè mấy chị ơi, 2,2 m lụa bi nè. 2,2 m lụa bi chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 34. Lấy chốt 34 lên giùm em nha mấy chị, 34 này, ai lấy 34 chốt 34 giúp em. Mã 34 giùm em mấy chị ơi, 34 lụa bi. Lụa bi 34 chị nào lấy 34 mình chốt 34 giùm em nè, mã 34. Chốt 34 lên giùm em. 34 cho Bảo Diệp. Rồi lên cho mấy chị một khúc lụa nữa nè. Ai lấy lụa thì chốt lụa lên giùm em. Chị nào lấy lụa thì chốt nha mấy chị nha. Cái này em còn 2 m không giãn nha. 2 m không giãn, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 m nè. 2 m 40 ngàn, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 40 nè. Lấy chốt mã 40 lên giùm em nha mấy chị, 40k. Ai lấy chốt mã 40 lên giùm em. Cái này không giãn nhưng mà mềm nha mấy chị nha. Đó, không giãn nhưng mà mềm 40. Chị nào lấy 40 thì mình chốt 40 giúp em, mã 40 nè. 40 cho Lê Thị Kim Trung nè. Em có số rồi, ok nè. Rồi ok Phương Lê, em đâu có xin số của chị nữa đâu. Em không xin số nữa mà. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em, cái này em còn 2,2 m nè. 2,2 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2,2 m. Lấy chốt lên giùm em mã 49 nè. Lụa nha mấy chị nha, 49. 2,2 m 49 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 49 lên giùm em, mã 49. Lụa cái này không giãn mấy chị ơi, cái này mấy chị lên đầm giùm em 49. Ai lấy 49 thì chốt 49 lên giùm em, mã 49. 49 cho chị Thành Nguyễn Thị nè. Rồi lên cho mấy chị khúc von. Mới vô lại hả chị? Rồi cái này em còn 1,6 m von nè. 1,6 m von, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Được không em? Ít nhất là chắc phải sao em giống lụa không mai. Bê ra ma được không em? Tin nhắn mình nhắn vậy y vậy nha, còn mình chốt được mảnh nào. Dạ rồi ok. Chị ánh hồng nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 23. Lấy chốt mã 23 lên giùm em nha mấy chị nha. 23 ngàn qua. Chị nào nhắn tin em không đọc. Em không đọc thì thông cảm nha. Em qua em chốt đơn xong là em nằm liệt luôn mấy chị ơi. Em mệt á. Mệt quá sức á, em nằm luôn. Sáng nay mới tỉnh luôn á mấy chị. Rồi 23 cho chị Thiện Tâm nè. Thiện Tâm, Thiện Tâm lên lại giùm em số đi chị Thiện Tâm. Lên lại giùm em số chị Thiện Tâm nha. Từ nãy em chụp màn hình cái số kia rồi nhưng mà lên lại đi. Lên lại rồi nhìn cho kỹ số nha chị nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em nè mấy chị. Thông cảm nhân Thùy Linh nha. Không có thấy, với lại khách nhắn tin nhiều tới nhiều quá xong rồi bị trôi á, xong không để ý luôn. Mấy chị gọi cho em á thì nhiều lúc em nghe á, xong rồi nhắn tin bị trôi thì nhắn em không để ý luôn á. Rồi 38 chị nào lấy 38 chốt 38 giùm em. Ai? À vậy hả? À vậy Thiện Tâm ghi số rồi, Thiện Tâm ơi khỏi khỏi lên số cũng được. Rồi ai lấy thì chốt mã 38, cái này là thô này. Em coi thử đúng số chưa? Thiện Tâm coi lại số. 38 chị nào lấy 38 chốt 38, cái này là thô này. Thô 38 giùm em. Cái này là thô nhân chị ý thì cao nha. Cái này là thô nhân chị nha. Em hoa nhí trên xào.
Cái này là von theo á chị. Này von theo bữa được like trước còn em còn treo này. Von theo. Chị nào lấy von theo thì kèm mép lên giùm em. Gọi hết rồi, đơn em đi hết rồi mấy chị. Đơn em đi hết rồi nha. Rồi cái này von tầm, chị nào lấy von tầm thì chốt lên giùm em. Cái này em còn Úc lấy mấy cái mảnh dài á vô treo đi Úc. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 16 nè. Lên áo 16 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 16. Chị Liên Nguyễn hả, chắc đựng khúc hay sao á. 16, chị nào lấy thì chốt mã 16, 100 ngàn một ký nha chị nha. 16, ai lấy 16 chốt 16 giùm em mã 16 nè. Chúng cái đồ vàng hồi nãy nhưng mà sai. Bỏ cái này, bỏ cái ra nè. Bỏ ra cái chỗ hàng xem. Trời ơi, sọc kìa. Sọc đâu? Sọc đâu hử? 4 mét nè. 1 2 em con lên con thử bao nhiêu. Đây này chị ơi, đây đây nhang đó theo này. Rồi em tăng 4 mét của chị à. Rồi cái này là 69 ngàn á chị, 69 hả, 69 cho 70 đi, 70 là 2 mét của nó là 35 ngàn, 69 ngàn nha mấy chị nha. 4 mét 69 ngàn nè, là 2 mét của nó là 35 ngàn nha mấy chị nha. 2 mét là 35 ngàn theo hết hả chị Thanh Thúy á. Thanh Thúy Nguyễn. Hết rồi, em hết rồi. Cái này em còn có 2 mét là chị Thanh Thúy Nguyễn ơi. Cái này cho chị Thanh Thúy Nguyễn này. Rồi hết thơ mất tiêu rồi. Nguyễn Thanh hết thơ mất tiêu rồi. Rồi ai lấy mảnh xanh này chốt lên giùm em, kèm mét lên giùm em nè. Cái này. Cái đó cho chị Nguyễn Hồng Nhung. Hết thơ rồi mấy chị. Ngày qua em treo hoài á, bữa trước em treo hoài không ai mua hết. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Sọc giống như cái sọc vàng hồi nãy nha mấy chị nha. Từng nãy cái vàng hồi nãy là nó bị chói mấy chị không thấy nha mấy chị. Còn cái này là cái xanh y xì như cái vàng hồi nãy nè. Dạ không, à lót hả, lót để ít bữa nữa em lên cho chị. Đó, chị nào lấy xanh thì kèm mét lên giùm em. Cái vàng hồi nãy mà dài dài mấy chị. Cái vàng hồi nãy mà mấy chị thấy dài dài đó, giống y như cái xanh này luôn nè. Nhưng mà nãy là màu vàng, đây là màu xanh. Chị nào lấy xanh thì chốt xanh kèm mét lên giùm em mấy chị ơi. Xanh kèm mét lên giúp em nha. Đó, chị nào lấy xanh thì chốt xanh nè. Xanh kèm mét lên giùm em, có độ rũ, độ co giãn gì cũng có hết mấy chị. Đẹp lắm luôn, lên áo dài. Lên cái gì cũng đẹp hết nha. Cái này mấy chị lên đồ ống rộng là ok nha. Xanh kèm mét giùm em. Mã xanh kèm mét nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Rồi ok, ok, à, ánh hồng nè. Lấy chốt lên giùm em mã 16 nè. Chị nào lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16. Lấy mã 16 thì chốt mã 16 lên giùm em von tầm này mấy chị ơi, đủ lên áo nè. Von tầm đủ lên áo, chị nào lấy thì chốt mã 16 lên giúp em, mã 16. 16 2 mét xanh cho chị Lê Thị Quý nè. Rồi lên cho mấy chị một mã này, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Lấy hết xanh hả? Rồi cái này em còn 2m2. 2m2 chị nào lấy thì chốt lên giùm em. À em kế xanh hả? Cái đó là von nha chị nha. Cái đây là von chinh phong, lấy kèm mét lên giùm em, von. Em like ngày nay với ngày mai nữa là em đi đơn nha mấy chị nha. Em like 2 ngày rồi em mới chốt đơn nha mấy chị. Này Úc, cho chị Lê Thị Quý này. Chị Hồng Nhung ơi, chị phải nói cái gì giùm em với nha.
Vom hay là xăm hay là gì đó cho em cắt lộn nha. Rồi 39.000 chị nào lấy thì chốt mã 39 lên giùm em, chốt 39 nè. Lấy chốt mã 39 lên giùm em mấy chị ơi, 2 mét ra. 2 mét rưỡi mấy chị, 39.000 chị nào lấy thì chốt mã 39 beo xăm, áo quần bi xăm 39 nè. Bi xăm 39.000 chị nào lấy thì chốt mã 39 giùm em. Chốt mã 39 giúp em nha mấy chị, 39. 39 cho chị Nguyễn Nhi kìa. Rồi 2 mét vòm này. Đây chị nhìn hết rồi nha mấy chị. Rồi chị nào lấy vòm nữa thì kèm mét lên giùm em nha mấy chị nha. Có đuổi đó chị Thành Nguyễn Thị xem like chọn giùm em với. Hàng kiện nó lung tung chắc lắm mấy chị. Nói chung mấy chị đã 2 3 mấy chị xem like chọn giùm em với. Hàng kiện nó đủ, nó gọi là thập cẩm chắc luôn á mấy chị. Có mấy cho chị Nguyễn Hồng Nhung nè. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa này mấy chị. Ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em. Cái này em còn 1m4 nè. 1m4 lụa chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m4. 1m4 ai lấy chốt lên giùm em mã 23. Lấy chốt mã 23 lên giùm em nha mấy chị, 23 này, ai lấy 23 chốt 23 giúp em. Mã 23 em chào chị Trần Thị Minh này. Mã 23 chị nào lấy 23 chốt 23 giùm em 1m4 nha mấy chị. 1m4 lụa 23 cho chị Nguyễn Hồng Nhung này. 23 em chốt cho chị Nguyễn Hồng Nhung. Rồi lên cho mấy chị khúc áo này, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Ai lấy áo chốt áo lên giùm em nha mấy chị nha, áo. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 này. Chốt mã 18 lên giùm em mấy chị ơi, 18, ai lấy 18 chốt 18. 18 lên áo giùm em, mã 18 này. Rồi lên cho mấy chị một khúc lụa màu xanh, hàng đẹp không nha mấy chị nha. Khúc lụa màu xanh chị nào lấy thì chốt, cái này em còn 3 mét nè. 18 em chốt cho chị Ý Thị Cao nè. Rồi 3 mét lụa 100D. 3 mét lụa 100D 50 ngàn. 50 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 50. Lấy chốt 50 lên giùm em nha mấy chị, 50 nè. Ai lấy 50 chốt 50 lên giùm em. Mã 50 lên giúp em co giãn 100D bao đẹp cho mình luôn, mã 50. Mã 50 cho chị Nga Lệ Nga nè. 50 cho chị Nga Lệ Nga. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nữa nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Ai lấy thì chốt lên giùm em, cái này lên áo nè mấy chị ơi, màu xanh quá đẹp luôn, lên áo. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em mã 13, trời chuyển người mệt ghê nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 13, trời gì mà âm u quá. 13, chị nào lấy 13 chốt 13 lên giùm em nè, mã 13. Ai lấy 13 chốt 13 lên giúp em nha mấy chị, mã 13. Mã 13 mấy chị ơi, mã 13 nè. 13 em chốt cho chị Phương Lê nè. 13 em chốt cho chị Phương Lê. Rồi sọc này mấy chị ơi, ai lấy sọc thì chốt sọc lên giùm em. Chị nào lấy sọc thì chốt sọc nha mấy chị. Sọc này em còn 1m8. 1m8 sọc, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m8 34 ngàn nè. 1m8 34, chị nào lấy thì chốt mã 34 lên giùm em, mã 34. Ai lấy chốt mã 34, Kim Trung xem like chọn nha Kim Trung nha. 34, ai lấy 34 chốt 34 giúp em nè, mã 34 nè. Chị nào lấy 34 chốt 34 cho chị Vương Lê nè. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em. Cái này em còn 1m4 nè. 1m4 nha mấy chị nha. Cái này là ton 5 giùm em. Cái này là ton 5 nha mấy chị. Em chào chị Hải Yến Phan Thị nè. Lấy chốt lên giùm em nè mấy chị. Chốt lên giùm em mã 24. Cái này là 24 ton 5 giùm em 24 nè. Em chào chị Mang Phan nha. 24 ai lấy 24 chốt 24 giùm em. Mã 24 nè mấy chị. Ai lấy 24 chốt 24 giúp em. Mã 24. Mã 24 cái đó là ton nha mấy chị nha. Ton 5 giùm em. 24 cho chị Nguyễn Hồng Nhung. Rồi tơ này mấy chị, ai lấy tơ chốt tơ lên giùm em nè. Tơ hoa nha mấy chị nha, cái này là tơ hoa. Chị nào lấy tơ hoa thì chốt lên giùm em mã 15. Tơ hoa cái này mấy chị lên đầm mà. Lên đầm rộng rộng mấy chị ơi, cánh tiên đồ đẹp mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 15, tơ rất là nhẹ luôn, 15 mấy chị. Ai lấy 15 chốt 15 giùm em. 15 cho chị Thanh Thúy Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa nè. Cái này nó hơi dài, sao mấy chị. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em lụa giấy giúp em. Lụa giấy mấy chị nha, lụa giấy.
Ai lấy thì chốt lên giùm em, cái này em còn 6 mét nè. 6 mét mình không lấy hết thì mình chia ra nha mấy chị nha. 6 hết không lấy hết thì chia ra giùm em. Mã 72 nè. 6 mét 72 ngàn, chị nào lấy thì mình chốt 72 giùm em, mã 72. Chốt 72 nha mấy chị, 72, ai lấy 72 thì chốt 72 giúp em nè. Mã 72 giùm em. Chị nào lấy 72 chốt 72 giùm em nè, 72. 72 em chốt cho chị Nguyễn Hồng Nhung. 72 em chốt cho chị Nguyễn Hồng Nhung. Chị Khánh Vi Huỳnh, mình lấy cái này không? Mình lấy cái hoa này không? Nếu nó lấy thì ok em lấy cho. Em bỏ cho này chị. Đó, nó vải nó y xì luôn. Nhưng mà cái hoa nó hơi khác. Cái này em còn được 4 mét chị nha. Chị lấy thì em bỏ cho nha anh chị. Lấy thì em bỏ cho nè. Lấy thì ok lên giùm em một tiếng. Chị Khánh Vi Huỳnh này. Đúng không? Đúng rồi. Lấy thì ok em bỏ cho, còn không thì để em like. Mặn đã hết rồi. Rồi ai lấy mặn này chốt lên giùm em. Rồi cái này em còn 4 mét rưỡi nè. 4 mét rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Ok chị nè. Lấy chốt lên giùm em mã 92. 92 4 mét rưỡi 92 ngàn. Chị nào lấy thì chốt 92 lên giùm em mã 92 nè. Ai lấy mình chốt mã 92 lên giùm em. Ok chị nha. 92. Ai lấy thì mình chốt mã 92 lên giúp em, mã 92 này. 92k chị nào lấy thì mình chốt mã 92 lên giùm em. Cái này là lụa cái đây là lụa cát nha mấy chị nha, lụa cát không giãn. À chị có được 4 mét không? Không, cái mảnh kia dài hơn, chị có được mảnh dài hơn nha, chị ý thì cao nha, phải không? Phải không? À không phải, không phải, không không có chị. Cái kia là Nguyễn Hồng Nhung rồi, chị không có nha chị nha. Chị không có, chị Khánh Vi Huỳnh lấy hết rồi. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mấy chị ơi, 4 mét rưỡi này mấy chị. Lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em cái này. Mấy chị ơi, cái mảnh này nè mấy chị. Tuy là nó không giãn nhưng mà cái độ rụ của nó ok nha. 4 mét rưỡi. Còn cái mảnh, mấy cái mảnh trước thì nó sẽ co giãn nhưng mà cái độ rụ của nó sẽ không bằng. Cái này độ rụ của nó có hơn. Không giãn nhưng mà nó có ưu điểm là có độ rụ rất là rụ. Chị nào lấy 92 thì chốt 92 kèm mét lên giùm em. Rồi ai lấy satin thì chốt lên giùm em satin này mấy chị, satin loan này. Satin loan, chị nào lấy satin loan thì chốt lên giùm em, cái này em còn 3m2 satin loan. 3m2 satin loan, ai lấy chốt lên giùm em mã 50. Mã 50 satin loan giùm em. Satin loan 50, ai lấy 50 chốt 50 giùm em này, mã 50 mấy chị nha, 50. Chị nào lấy 50 thì chốt 50 giúp em satin loan 50. Mã 50 chị Loan Kim lên giùm em, số điện thoại chị Loan Kim nè. 50 em chốt cho chị Tuyền Lương Kim nè. Tuyền Lương Kim xuống like rồi em ít tin nhắn với chị nha. Đang like không ít được. Nãy Tuyền Lương Kim nhắn tin đúng không? 2 3 là like, 3 là like. Chị Loan Kim lên giùm em số chị nha. Chị Loan Kim này. Rồi em còn này còn có 1,5 m ha. 1,5 m lên váy đẹp này, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,6 m mấy chị, 35 ngàn. Lấy thì chốt mã 35 lên giùm em mấy chị ơi, 35. Mềm rũ cực kỳ luôn, 35. Ai lấy 35 chốt 35 giùm em mã 35 này. 35 nha mấy chị. Rồi mango lên áo, cái này đủ lên áo cho mấy chị thôi, mango. Ai lấy mango chốt mango lên giùm em, mango lên áo nè. 15 ngàn, chị nào lấy 15 chốt 15. 35 cho chị Vương Lê. Chào chị nhà Mai Trang nè. Chốt cho chị Vương Lê nè. Rồi 15 mango, chị nào lấy 15 chốt 15 lên giùm em. Mã 15 mango nha mấy chị nha. Ai lấy mango chốt 15. 15 em chốt cho chị Bảo Diệp. Cái đó Vương Lê nha. 15 em chốt cho chị Bảo Diệp. Bảo gì? 15 một mảnh em chốt cho chị Thị Ý Cao. Màu khác không chị? Cùng gì? À, cùng chắc cùng hoa nhưng mà màu khác nha chị Thị Ý Cao nha. Ý thì cao. Ý thì cao nha chị. Ok lên giùm em đó nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em thêu nè. Chị nào lấy thêu thì chốt thêu lên giùm em, mã thêu. Thêu nha mấy chị nha, thêu em còn 3,5 m nè.
Thơm còn 3,5 mét, chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em. Mẹ 74 nha mấy chị nha, 74 vòng thơm, thơm chốt cho chị Thanh Thúy Nguyễn nè. Chị Thanh Thúy Nguyễn qua Messenger chấm giùm em một chấm chị nha. 74 em hết. Rồi ai lấy mảnh lụa chốt lên giùm em, lụa này mấy chị. Cái này em còn 1,7 m. 1,7 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,7 m nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em 1,7 m. Lấy hết chốt lên giùm em mã 32. Em chào chị Yến Đỗ nè. Hello chị Yến Đỗ nha. 32, ai lấy 32 thì chốt lên giùm em 100D. 100D ấy chị lấy hút hoa giang màu em. Sau lưng em ấy 32 chị Thiện Tâm. Ý chị lấy cho chị khúc hoa giăng màu rêu. À cái này hả? Cái này là von nha chị Tuyền Lương Kim nha. Chị có lấy không? Đây là von nha chị, may váy phải lót giùm em. Chị lấy thì chị kèm mét đi chị Tuyền Lương Kim ơi. Lấy kèm mét đi rồi em cắt cho mình nha. Rồi lên cho mấy chị một khúc mango chữ. Mango chữ em còn 1,7 m. 1,7 m mango chữ, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,7 m nè. 37 ngàn. 1,7 m 37 mấy chị ơi, 37 nha. Ủa rêu nào. 37 chị nào lấy 37 thì chốt lên giùm em. 37 ai lấy 37 chốt 37 cho chị Nguyễn Nhi. 37 em chốt chị Nguyễn Nhi nè. Đây khúc lụa giấy nè, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Đó giống cái khúc dài dài hồi nãy nè, Nguyễn Nhi. Đó chị nào lấy thì chốt lên giùm em, cái này cũng có dài luôn mấy chị. Cũng có dài luôn nha, lấy thì chốt lên giùm em nè. 6 mét. 5,5 m. 5,5 m mấy chị. Màu xanh sau lưng. Ai lấy thì chốt lên giùm em. Chị ơi, mấy chị ơi, giờ mấy chị đừng kiện tụng nữa, mệt quá mấy chị. Em thiệt tầm qua giờ em Nguyễn Nhi nè, Bảo Diệp nè, Melinda Phan. Lấy hết cho chị Ý Thị Cao nè. Mấy chị ơi, mấy chị đừng kiện tụng nữa mấy chị. Em chốt không có sai đâu. Ngày qua em chốt đơn xong là em mệt luôn, bây giờ mấy chị dạy nữa em chắc em xỉu luôn mấy chị, em mệt lắm. Mấy chị thấy cái sắc mặt em hôm nay là mấy chị biết à. Em chốt không có sai đâu mấy chị. Bao nhiêu lần em cho mấy chị coi rồi, không có sai lần nào đó, thành ra mấy chị đừng kiện tụng nữa nha mấy chị nha. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em, cái này em còn 1,5 m. Chị nào cảm thấy ok, chị nào cảm thấy ấy thì ủng hộ em, thương em ủng hộ em, cảm thấy em bán hàng uy tín ok thì ủng hộ em nha mấy chị. Rồi cái này 16 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 16 lên giùm em. 1,5 m 16 này. 1,5 m 16, chị nào lấy thì chốt mã 16 lên giùm em. Mã 16. Ai lấy chốt mã 16 lên giùm em. Mã 16. 16, ai lấy 16 thì chốt cho chị Nguyễn Nhi. Cái này là von nha chị Nguyễn Nhi nha. Rồi ai lấy mảnh lăm này thì chốt lên giùm em. Lăm nha mấy chị. Cái này em còn 1,8 m nè. 1,85 m. Ai lấy lăm thì chốt lên giùm em 1,8 m nè. 1,8 m 38 ngàn, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 38 nè. 38. Ai lấy chốt mã 38 lên giúp em mã 38. Chị nào lấy 38 thì chốt 38 lên giùm em lăm hoa nha mấy chị. Lăm hoa 38 lên giùm em mã 38 nè. 38 cho chị Thanh Thúy Nguyễn nè. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em luôn nè. Cái này là von tơ. Von tơ em còn 3,2 m von tơ. 3,2 m von tơ, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3,2 m nè. Lấy chốt lên giùm em 35. Mã 35 nha mấy chị nha. 35, ai lấy 35 thì chốt 35 này mấy chị. 35 này. Mã 35 mấy chị ơi, 35, 3,2 m tơ giùm em. Cái này mấy chị lên đầm lên đồ đẹp, maxi đồ đẹp nha mấy chị nha. Mấy cái này lên đầm đẹp này. 35 tơ, chị nào lấy 35 thì chốt 35. Mã 35 lên giùm em mấy chị. Rồi sọc này mấy chị ơi, ai lấy sọc thì chốt. Sọc này em còn 3 mét sọc này. Chấm bài tương tác lên giùm em cho mấy chị. 35 em chốt với chị Vương Lê nè. Mạng của chị Hồng Nhung yếu quá, mảnh 16 qua lâu rồi. 35 gì em chốt 38 rồi mới tới 35 rồi đó, mà giờ mới lên 16 luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 48 nè. 48 sọc. Chấm bài tương tác giùm em mấy chị nha.
Đó, mấy chị đừng có chờ tới mặn mấy chị mua, mấy chị chấm chấm tương tác lên đi rồi rồi tới cái mặn của mấy chị chốt nó sẽ nhanh hơn mấy chị ơi. Rồi ai lấy mặn này chốt lên giùm em sọc 38 nè. Ai lấy sọc thì chốt sọc lên giùm em. À sọc 48 với chị Mai Nguyễn nè, khỏi số nè. Sọc 48 với chị Mai Nguyễn khỏi số. Rồi cái này em còn 1m3. 1m3 lụa hoa. 1m3 cái này mình lên áo nha mấy chị nha, 1m3 nè. Ai lấy 1m3 thì chốt lên giùm em mã 22. Chốt mã 22 giùm em nha mấy chị nha, 22 nè. Ai lấy chốt mã 22. Dạ đúng rồi, mạng chị rất là chậm luôn. 22, ai lấy 22 chốt 22 giùm em mã 22 nè. Mã 22 em chốt cho chị Phương Lê nè. Rồi lụa giấy nè mấy chị ơi, ai lấy lụa giấy thì chốt lên giùm em lụa giấy nè. Lụa giấy này em còn 1m4. 1m4 lụa giấy nha mấy chị nha, 1m4 lụa giấy. Ai lấy thì chốt lên giùm em 1m4 nè. 19.000, chị nào lấy thì chốt mã 19 lên giùm em mã 19. 1m4 lụa giấy 19k, ai lấy chốt 19 lên giùm em. Mã 19, chị nào lấy 19 chốt 19 giùm em nha mấy chị. 19 nha mấy chị nha, 19 nè. Ai lấy 19 thì chốt. 19 em chốt cho Nguyễn Nhi. Rồi beo này mấy chị, lụa beo Nguyễn Nhi. Lụa beo em còn 2m, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Bi. Bi mấy chị nha, 39.000, chị nào lấy thì chốt mã 39 lên giùm em bi nè. À quên beo nè. Beo 39 nha mấy chị nha. Beo 39 em còn 2m nè. 2m beo 39.000, cái này độ co giãn nhẹ nha mấy chị nha, có độ đàn hồi thôi. 39.000 lên bộ giùm em 39. Ai lấy 39 chốt 39 giùm em mã 39 beo nè. 39 beo. Chị Hồng Vân lên số giùm em lại nha chị Hồng Vân nha. Lên số lại giùm em với chị Hồng Vân nè. 39 cho Hồng Vân. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Cái này em còn 1m3. 1m3 em chào chị Nghi Ngọc luôn nè. 1m3 20.000, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 20. Lấy chốt mã 20 giùm em mã 20 nè. Lấy chốt mã 20 lên giúp em mã 20. Ai lấy 20 chốt 20 nè mấy chị. Mã 20 nha mấy chị nha. Co giãn nha chị Mai Nguyễn nha. 20 lụa giấy lên giùm em mã 20. Chốt 20 giùm em. Chốt mã 20. 20 mấy chị nha. Rồi cái này cũng lên áo cho mấy chị luôn, đốm nè. Merida Fan 20 nè. Em xuống em lấy cái bì của chị Merida Fan lên nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 13 nè. Lấy chốt 13 lên giùm em 13. Cái này cũng lên áo luôn, 13. 13, chị nào lấy 13 chốt lên giùm em mã 13. Không có, em chốt cuối cùng nha, Kim Trung nha. 13 beo, chị nào lấy thì chốt đốm nha mấy chị. Cái này đủ lên áo thôi, 13. 13 em chốt chị Nguyễn Nhi. 13 em chốt cho Nguyễn Nhi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một khúc nữa nè. Ai lấy chốt lên giùm em. Rồi cái này là lụa chữ nè mấy chị, lên pyjama nè. Lụa chữ lên pyjama, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái đó Nguyễn Nhi nha. Ai lấy chốt lên giùm em mã 37. Chị nào lấy 37 chốt 37 lên giùm em mã 37 nè. 37 mấy chị ơi, 37 ngàn. Chị nào lấy thì chốt 37. Chốt mã 37 giùm em, mã 37 lụa chữ. Cái đó lên pyjama bao đẹp luôn, chắc đẹp nha mấy chị, lụa 100D. Rồi hình con bướm này mấy chị ơi, hình con bướm nè. Ai lấy chốt lên giùm em bướm nha. Chị nào lấy thì chốt, cái này em còn 1m3. 37 em chốt chị Tuyền Kim Lương. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 21 nè. Lấy chốt mã 21 lên giùm em con bướm 21. Bạn của chị Mang Phan cũng chậm nè chị, 13 qua lâu rồi. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giùm em con bướm. Bướm nha mấy chị nha. Lấy thì chốt lên giùm em 21 cho chị Merida Fan nè. 21 cho Merida Fan. Rồi lên tiếp cho mấy chị một khúc áo nè. Áo loan nha mấy chị nha, áo loan. Chị nào lấy áo loan thì chốt lên giùm em áo loan giùm em nè. Gái mạng chị yêu. Dạ rồi ok chị Nguyễn Hồng Nhung nè. Ok chị để em coi cho. Rồi 17, chị nào lấy 17 chốt 17 lên giùm em mã 17. 17, chị nào lấy 17 chốt lên giùm em cái này, cái áo này nâng cấp mạng đi chị. 17, ai lấy 17 chốt lên giùm em mã 17 nè. Chốt 17 lên giùm em, cái này lên áo thôi, 17 giùm em nè. 17 mấy chị nha, 17. 17 em chốt cho chị Phương Lê nè. Rồi cái này bi vàng em còn đủ áo nè. Bi vàng em còn đủ áo, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 18 đi mấy chị. Cái này cũng 17 mấy chị, chốt 18 đi cho khỏi lộn mã nè. 18, ai lấy 18 chốt 18 lên giùm em bi vàng 18 nè.
Bi vàng 18, chị nào lấy 18 chốt 18 giúp em, mã 18. Ai lấy 18 chốt 18 giùm em, mã 18. 18 nha mấy chị nha, 18 chốt cho chị Thiện Tâm này. Thiện Tâm. Rồi, lá nha mấy chị nha, cái này em còn 1m6 nè. Này nó bị lỗi rồi. Này bị lỗi mất tiêu rồi mấy chị. Bị lỗi rồi em sale cho mình nha, chị nào lấy sale thì chốt sale giùm em. Chị nào lấy sale thì chốt mã sale 30. Mã sale 30 nha mấy chị, cái này lên váy đẹp nè. Đó, mình về mình trăn trở, nói chung là cái sượt của nó là sượt trắng với lại cái nền cũng màu trắng luôn nên khó thấy lắm mấy chị. Chị mình về trăn trở may là được. Sale 30 giùm em 1m7, 1m8 luôn mấy chị. Sale 30 này. Sale 30. Sale 30 cho tiệm tóc Tú Tâm này. Rồi cái này em còn 3m này mấy chị ơi, em chào chị Tuyết Nguyễn nha. Chào chị Phạm Nguyệt. Rồi cái này em còn 3m von này mấy chị, tầng này mấy chị chốt hộp cái này nè. 3m vonter 38.000. 3m vonter 38.000, chị nào lấy thì chốt mã 38 lên giùm em, chốt 38. Chốt 38 lên giúp em mấy chị ơi, 38. Ai lấy 38 thì chốt 3m. 3m 38.000 tơ. Tơ có sọc nhũ cho mình luôn 38. 38 chốt chị Thanh Thúy Nguyễn nè. Thanh Thúy Nguyễn nè. Chị lấy hết luôn, chị lấy hết em bỏ luôn cho nè. Lấy hết em bỏ luôn cho. Lấy thì ok giùm em. Mặt này nhỏ hơn sao á? 1m rưỡi. Còn mình nè. Mày chạy đâu rồi? Còn nữa hả? Còn nữa. Chút mở lại lên. Lấy với chị đi. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em, cái này lên áo này mấy chị ơi, cái này cũng đốm luôn giống cái hồi nãy. Rồi xíu nữa còn mạnh nữa để em like cho mấy chị nha. Like chốt lên giùm em mã 16 nè. 16 chị nào lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16. 16 ai lấy 16 chốt 16 lên giùm em nè, 16 nè. Ai lấy 16 cái này lên áo nha, 16.000. Lên áo 16, chị nào lấy 16 chốt 16 mấy chị ơi, 16 nha. 16, 16 chốt chị Nguyễn Nhi nè. Rồi lụa hoa. Lụa hoa nhí mấy chị, cái này lên đồ ống rộng đẹp nha, lấy thì chốt lên giùm em, cái này em có 2m nè. 2m hoa nhí, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m. 2m chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 31 nè. Mã 31 chị nào lấy 31 chốt 31 lên giùm em 31.000. Ai lấy mình chốt, chốt 31 giùm em. Rồi cái này ton này mấy chị ơi, ton này. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em ton. Lên áo giùm em 1m3, 1m4. 31 chốt cho Lê Thị Kim Trung. Lê Thị Kim Trung. Nhớ là mình chốt mảnh nào mình nhớ nha mấy chị nha. À, cho đến hồi chốt đơn lỡ kêu mảnh tối quá bỏ ra nha mấy chị. Hoặc là mảnh sáng quá bỏ ra tụi em nha mấy chị nha. Mình chốt thì mình nhớ nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 24. Lê Thị Kim Trung. 24 chị nào lấy 24 chốt 24 lên giùm em mã 24 nè. Mã 24 lên giùm em nha mấy chị, 24. Ai lấy 24 thì chốt ton nha mấy chị, cái này là ton 24. 24 em chốt cho chị Tuyết Nguyễn nè. Tuyết Nguyễn đơn mới khỏi số nè. Rồi Von Bell, chị nào lấy Von Bell thì chốt lên giùm em Von Bell nè. Ai lấy Von Bell thì chốt, cái này em còn 2m7 nè. 2m7 Von Bell may được hai cái áo sơ mi nha mấy chị nha, 2m7. 2m7 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m7 Von Bell. Lấy chốt lên giùm em mã 35. 35 chị nào lấy 35 thì chốt lên giùm em ok Kim Trung nè. 35 chị nào lấy 35 thì chốt 35 lên giùm em mã 35 nè. 35 mấy chị nha, 35. Ai lấy 35 thì chốt lên giúp em mã 35. Chốt 35 lên giùm em. 35 cho Lê Thị Kim Trung nè. Von nha, Kim Trung nha. Rồi beo lụa. Ai lấy beo lụa thì chốt lên giùm em beo lụa này mấy chị. Beo lụa, chị nào lấy beo lụa thì chốt lên giùm em. Beo lụa này em còn 3m rưỡi. Em hết 35 nha chị Phạm Nguyệt nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em 3m rưỡi 49.000. 3m rưỡi 49.000 chào chị Nguyễn Phương luôn nè. 49 ai lấy chốt mã 49 lên giùm em 49. Chị nào lấy 49 chốt 49 lên giùm em 49 nha mấy chị nha. 2m cho cô Hạnh Trần này. Rồi cái này em còn 1m rưỡi đi.
một mét rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m, 21 ngàn. 1,5 m 21 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 21 giúp em, mã 21. Ai lấy 21 thì chốt 21 lên giùm em, mã 21 nha mấy chị nha. Rồi em có mảnh đầu lâu này. Em ơi em sau nha, mệt ghê luôn á, đã nói vậy rồi mà vẫn có kiện ta. 21 em chốt chị Nguyễn Nhi nè. Em thấy em sau Nguyễn Nhi luôn không? Nè, là người ta không kiện thôi. Sao mà mình cứ ưa kiện trong khi rọi lên lúc nào cũng chị cũng đúng hết, là sao cứ kiện vậy ta? Rồi ai lấy đầu lâu thì chốt lên giùm em đầu lâu nha mấy chị nha. Em đã nói với mấy chị bao nhiêu lần rồi. Ai lấy chốt lên giùm em mã 29 nè. 29, chị nào lấy 29 thì chốt lên giùm em 29. 29 1,7 m đầu lâu nha mấy chị nha. Đầu lâu cái này về mấy chị may áo mặc ngầu lắm nè mấy chị. Đó, may áo mặc rất là ngầu luôn nha mấy chị nha. Đẹp nè, lụa chắc lụa bao đẹp luôn. 29, 29 chị nào lấy 29 chốt 29 giùm em mã 29 nè. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa dày nữa nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 29 cho chị Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Hồng Nhung nè. Rồi cái này em còn 2 mét nè mấy chị ơi, 2 mét xích nè. 2 mét xích chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Dạ đúng rồi chị Hoàng Lê nè, do mạng của mình đó mấy chị. Rồi 2,30 nè mấy chị ơi, 2,30 m nè. Chị nào lấy 30 thì chốt 30 lên giùm em mã 30. Lấy chốt mã 30 lên giùm em nha mấy chị nha. 30 nè, ai lấy 30 chốt mã 30 lụa nha mấy chị. Lụa xích 30, 2 mét giùm em, mã 30 màu đỏ nha. 30 em chốt cho chị Phương Lê nè. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em. Sọc nè mấy chị ơi, cái này là thô tơ nha. Thô tơ, cái này em còn 2 mét thô tơ nè. 2 mét thô tơ, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét. 2 mét thô tơ, ai lấy chốt mã 25. Chốt mã 25 lên giùm em nha mấy chị. 25 này, ai lấy 25 chốt 25 lên giúp em, mã 25. Cái này là thô nha mấy chị nha, thô nè. Thô 25, chị nào lấy 25 chốt 25 nè. Mã 25 thô giúp em. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa giấy nè. Lụa giấy, ai lấy lụa giấy thì chốt lên giùm em. Cái này em còn 3,5 m nè. 25 em chốt cho chị Tuyền Lương Kim nè. Cái đó là thô nha chị Tuyền Lương Kim nha. Rồi ai lấy mảnh lụa giấy chốt lên giùm em. Cái này là 41 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 41 lên giùm em lụa giấy. Mấy chị ơi, cái này mấy chị lên áo dài giùm em nha. Cái này mấy chị lên áo dài hoặc mấy chị lên dâm thôi. Lên bộ à, lên bộ sát da không có được đâu. Tại vì lụa giấy này nó mỏng lắm. 41 hả? 41 em chốt chị Huỳnh Linh nè. 41 em chốt cho chị Huỳnh Linh. Huỳnh Linh nè. Cái đó lên áo dài thôi nha chị Huỳnh Linh nha. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em. Cái này lên áo nè mấy chị. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Cảm ơn chị nhà Mai Trang chấm bài giùm em với nha. Rồi cái này ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20, ai lấy 20 thì chốt nè. Mã 20, cái này lên áo lụa 100D. Chắc bao đẹp cho mình luôn. 20. Ai lấy 20 thì chốt lên giùm em mã 20. Mã 20 nha mấy chị nha. 20 thì chốt cho Tuyết Nguyễn nè. Rồi cái này em còn 1,4 m nè mấy chị. 1,4 m. 1,4 m sức bọt nha mấy chị nha. 1,4 m sức bọt nè. Lấy chốt lên giùm em mã 26 nè. 1,4 m sức bọt 26 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 26 lên giùm em. Chốt 26. Chị nào lấy 26 chốt 26 lên giúp em nha mấy chị. 26 sức bọt. 26 sức bọt, chị nào lấy thì chốt mã 26 giùm em. Mã 26. Ai lấy 26 thì chốt 26 giúp em. Rồi đuổi nè mấy chị. Ai lấy đuổi thì chốt đuổi lên giùm em nè. Đuổi này em còn 1,2 m. 1,2 m đuổi nha mấy chị. 1,2 m đuổi này chắc bao đẹp luôn. Lấy chốt lên giùm em mã 24. Chốt 24 nè mấy chị. 24, ai lấy 24 thì chốt 24 giùm em mã 24. Lấy chốt 24 lên giùm em nha mấy chị. 24 ngàn. Ai lấy chốt 24. 24 em chốt cho Tuyết Nguyễn nè. Rồi lên cho mấy chị một khúc vam tầm nữa nè. Chị nào lấy vam tầm chốt lên giùm em. Cái này lên áo đẹp nè mấy chị. Vam tầm nha. Vam tầm, chị nào lấy vam tầm thì chốt lên giùm em. 24 cũng hết rồi. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh mạng chậm nè. 16, chị nào lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16 nè. Ai lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16. Chốt 16 lên giùm em. Rồi tơ này mấy chị. Tơ hoa nha mấy chị nhăn tơ hoa. Ai lấy tơ hoa thì chốt lên giùm em. Tơ hoa, ai lấy tơ hoa thì chốt lên giúp em nè.
Tơ hoa 12 ngàn, chị nào lấy 12 chốt 12. 12, ai lấy 12 thì chốt mã 12 lên giùm em. Tơ hoa này nhỏ lắm mấy chị này, 12 này. Chị nào lấy tơ thì chốt tơ 12 lên giùm em, mã 12 tơ. 12 tơ. Em chốt cho chị Phương Lê này, em còn mét rưỡi chị Phương Lê nha. Rồi lên cho mấy chị một khúc von bi nè. Một khúc von bi, chị nào lấy thì chốt lên giùm em khúc von bi. Cái này em còn 3 mét rưỡi von bi nè. 3 mét rưỡi von bi, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 36 này. 36, chị nào lấy 36 thì chốt 36 lên giùm em mã 36. Lấy chốt 36 lên giúp em. 36 em chốt cho chị Nguyễn Hồng Nhung nè. Trời cha quỳnh hết rồi. Rồi lên cho mấy chị khúc von nữa nè mấy chị. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em von luôn nha. Von màu tím xanh mấy chị ơi, cái này em còn 2m2 nè. 2m2 tím xanh, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m2 29.000. 2m2 29.000, chị nào lấy thì chốt mã 29 giùm em, chấm bài tương tác giúp em đi mấy chị. 29.000, chị nào lấy 29 chốt 29 giúp em nè. Mã 29 giùm em. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa này, 29 em chốt cho Vương Lê nè. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa này, chị nào lấy lụa thì chốt lụa lên giùm em. Lụa nha mấy chị. Lụa chữ giùm em, lụa mango nha. Cái này em còn 2 mét luôn á mấy chị ơi, đẹp quá. Cái này em còn 2 mét lụa mango, lấy thì chốt lên giùm em 2 mét lụa chữ nè. Lấy chốt lên giùm em mã 38 nè. Lấy chốt mã 38 lên giúp em 38 ngàn. Chị nào lấy 38 chốt 38 lên giùm em mã 38. Chốt 38 lên giùm em nha mấy chị, 38 nè. Ai lấy 38 chốt 38 cho chị Thâm Thúy Nguyễn nè. Rồi satin nè mấy chị, em còn mét rưỡi. 1 mét rưỡi satin nha mấy chị nha, 1 mét rưỡi satin. Ai lấy satin chốt lên giùm em mã 20. 1 mét rưỡi 2. Này nó bị lỗi mất tiêu rồi. Này nó bị lỗi. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Cái này em còn 1m8 này. 1m8, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m8. Ai lấy chốt lên giùm em mã 19 này. 19, chị nào lấy 19 chốt 19 lên giùm em mã 19. Ai lấy chốt mã 19 lên giúp em nha mấy chị, 19k. Chị nào lấy 19 chốt 19 lên giùm em mã 19 nha mấy chị ơi, 19. 19 em chốt cho chị Thanh Thúy Nguyễn nè. 19 em chốt chị Thanh Thúy Nguyễn, chào Bích Việt nha. Rồi Von Bi nè mấy chị ơi, ai lấy Von Bi kèm mét lên giùm em mã Von Bi kèm mét. Von Bi kèm mét, von này chắc đẹp lắm mấy chị, nhưng mà không biết mấy chị có thích không. Đây nè, họa tiết Von Bi mấy chị có thích không, cho cái chắc thì đẹp nha. Dài lắm mấy chị ơi, mấy chị kèm mét lên giùm em 2 mét chắc tầm 3, 2 mét chắc tầm 2 mấy ngàn thôi. Có vải bông mango. À, xem like chọn giùm em đi chị ơi. Rồi chân phong này mấy chị ơi, Von Bi này. Đó, chị nào lấy thì chốt lên giùm em, rất là rủ luôn nha mấy chị nha. Rất là rủ luôn, chị nào lấy kèm mét lên giùm em Von Bi kèm mét. Von Bi kèm mét lên giúp em, rủ cực kỳ luôn Von. Von Bi kèm mét bi nhí nha mấy chị nha, bi nhí kèm mét lên giùm em. Chị nào lấy Von Bi chốt Von Bi kèm mét nha mấy chị. Ai lấy Von Bi chốt Von Bi kèm mét. 2 mét Von Bi cho Lê Thị Kim Trung này. Chị nào lấy Von Bi nữa thì chốt nha mấy chị nha, 2 mét cỡ 2 mấy ngàn thôi. Hai mét là 30 ngàn nha mấy chị nha. Hai mét là 30. Chào chị Loan Loan Nguyễn nè. Hoa cao nè. Chắc đẹp lắm mấy chị. Một mét hoa cao. Hoa cao đúng không? Dạ. Loan 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 Nguyễn Nguyễn. Đơn mới khỏi số. Lăng Nguyễn Nguyễn này chưa có. Nhưng lên rồi, để em coi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von tầm nữa nè mấy chị. Trời mấy cái đây mấy chị lên, chị nào thích von là mấy cái von này đẹp nè mấy chị nha.
Đó, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em còn 2 mét vuông này mấy chị, màu xanh nha. Đó, 2 mét vuông màu xanh, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét. 2 mét, ai lấy 2 mét thì chốt lên giùm em 2 mét này. Tối nay 7 giờ em còn like nữa nha mấy chị nha. Rồi 28 nha, chị nào lấy thì chốt mã 28 lên giùm em, mã 28. Lấy chốt 28 lên giúp em này mấy chị, 28 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 28 này. Mã 28, 28 cho chị Huỳnh Thị Long này. 2 mét là 2 mét gì Lê Thị Kim Trung nha. Chốt lên, chốt rõ ràng lên. 28 hết rồi, rồi cái này em còn 3 mét này. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 50. Lấy chốt mã 50 lên giùm em nha mấy chị nhắn 50. Ai lấy 50 chốt 50 này. Mã 50 lên giùm em, chị nào lấy 50 chốt 50. Chốt mã 50 lên giúp em nha mấy chị, 50 nè. Ai lấy 50 thì chốt cái này là lụa nha mấy chị nha. Dạ không, chị Hoa Cao nè. 50, chị nào lấy 50 thì chốt 50. Rồi bi nữa nè mấy chị. Bi nha mấy chị, áo beo nha mấy chị nha. Cái này em còn 1m3. 1m3 đủ may cái áo nè mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 16 nè. Chị nào lấy 16, chốt 16 lên giùm em. 1m3 beo 16 ngàn. Ai lấy chốt mã 16 lên giúp em nha mấy chị, 16 nè. Chị nào lấy 16 mấy chị ơi, chấm bài tương tác lên giùm em với. Dạ không nha chị Mai Nguyệt nha. 16 nha mấy chị nha, 16. Bè 16 cho chị Loan Nguyễn Nguyễn nè. Cái này 50 hoa nhí mà mấy chị không chốt hả mấy chị? Trời ơi, thiệt đẹp mà không chốt hả? Hoa nhí thiệt là đẹp luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này lên áo nè mấy chị. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 19 nè. Ai lấy thì chốt mã 19 lên giùm em nha mấy chị, 19. Ai lấy 19 chốt 19 lên giúp em. Mã 19 mấy chị ơi, chị nào lấy thì chốt mã 19 lên áo giúp em nè. 19 em chốt chị Nguyễn Nhi nè. Em chào chị Hoàng Nguyễn nè, chào chị Băng Khánh nha. Nguyễn Nhi. Rồi ai lấy mảnh bi này thì chốt lên giùm em bi nè. Chị nào lấy bi thì chốt bi lên giùm em. Mã bi, cái này em còn 2m8. 2m8 đũa bi 100D co dạng tốt cho mình luôn, 2m8 nè. 2m8, ai lấy mảnh này chốt lên giùm em 2m8 nè. 51 ngàn, chị nào lấy thì mình chốt 51 mấy chị ơi, 2m8 51k. Chị nào lấy thì mình chốt mã 51 nha mấy chị, 51 ngàn. Chị nào lấy thì mình chốt 51. Lấy chốt mã 51 lên giùm em, mã 51 nè. Mã 51 lên giúp em, 51 nè. 51 em chốt chị Hồng Vân nè. Rồi lên cho mấy chị Khúc Vân nè. Lụa Hawaii mấy chị, này lụa Hawaii lên áo. Lụa Hawaii lên áo, chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em áo nè. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 15. Chốt 15 lên giùm em nè mấy chị, 15. Ai lấy 15 chốt 15. Mã 15 nha mấy chị nha, 15. Chị nào lấy 15 chốt 15 lên giùm em, chốt mã lên giùm em nha chị Đặng Băng Khánh nha, không là lộn. Cái cho chị Nguyễn Nhi nè. Chốt cái số lên giùm em chị nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em nữa nè. Lên cho mấy chị Khúc Von, em còn 2 mét von. Em còn 2 mét von tơ nha mấy chị, 2 mét von tơ. Ai lấy von tơ thì chốt lên giùm em mã 18 nè. 2 mét von tơ 18 ngàn, chị nào lấy thì chốt 18 mấy chị ơi, 18. 2 mét tơ 18. 2 mét tơ 18, chị nào lấy 18 chốt 18 lên giùm em mã 18. 18 chốt cho chị Băng Khánh này, lên số chị Băng Khánh nha. Rồi cái này em còn 1m7. 1m7 satin. 1m7 satin nha mấy chị nha, 1m7 satin chắc mát cực kỳ luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. Lấy chốt mã 27 lên giùm em satin 27. Satin 27, chị nào lấy 27 chốt 27 giúp em mã 27 này. Satin chốt mã 27 giùm em. 27 em chốt cho Băng Khánh luôn nè. Cho em số điện thoại đi chị ơi. Lên cho em cái số nha. Rồi von tơ này. Von tơ cái này em còn 4,5 mét tơ. 4,5 mét tơ, chị nào lấy tơ chốt tơ lên giùm em. Chị nào lấy tơ thì chốt tơ lên giùm em mã 40. Lấy chốt mã 40 lên giùm em nha mấy chị, 40k nè tơ nè. Không lấy hết thì chia đây nha mấy chị, nhân 4,5 mét mà có 40 ngàn à. 4,5 mét có 40 ngàn à. Không lấy hết thì chia ra giùm em. Lên giùm em số đã chị Băng Khánh ơi. Lên giùm em cái số nha chị nha.
nghe em đọc mã chị chốt mã, nhưng mà phải nghe em hỏi có số điện thoại với chị, nghe em hỏi xin số chứ. Rồi cái này em còn 1m2 này, 1m2 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m2, 1m2 chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 19 này, lấy chốt mã 19 lên giùm em á chị nha, 19. Ai lấy thì chốt mã 19 lên giùm em, mã 19, chốt 19 lên giùm em, chốt mã 19 lên giúp em nha mấy chị. Ok chị này thấy số đấy, cố gắng chạy cái số đúng nha. Băng khánh này. Rồi lên cho mấy chị mặn von này, chị nào lấy von thì chốt lên giùm em, von này lên áo này, von này lên áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em, chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em mã 9K, 9K, ai lấy 9K thì chốt 9 lên giùm em nha mấy chị nha, 9, 9 mấy chị ơi, ai lấy 9 thì chốt 9 lên giùm em. Mấy chị ơi, cái khúc von này đẹp lắm nè, von màu tím nha, chị nào lấy kèm mét lên giùm em. Rồi chị nào lấy von thì kèm mét lên giùm em nè mấy chị ơi, sao không thấy cái đầu đâu hết vậy. Đó, chị nào lấy von màu tím thì kèm mét lên giùm em nha mấy chị. Von màu tím kèm mét lên giùm em, đẹp quá à. Chị nào lấy von tím kèm mét lên giùm em nha mấy chị nha. Hơi bị đẹp luôn á, chinh phong nha mấy chị. Chinh phong, chị nào lấy tím kèm mét lên giùm em nè. Chinh phong nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Tím 2 mét thì chốt Nguyễn Thành nè. Hai mét thì chốt Nguyễn Thành. Tím này chắc 2 mét cũng tầm 30.000 rồi mấy chị ơi, giống cái mảnh bi nhí hồi nãy á, chắc easy luôn, chắc đẹp lắm mấy chị. Chúc Nguyễn Thành. Huỳnh Thị Long này. Lê Thị Kim Trung này. Lê Thị Kim Trung. Vương Lê. Loan Nguyễn Nguyễn này. Loan Nguyễn Nguyễn 1m5 hoa ca. Có rồi chị Lê Thị Kim Trung ơi, em đọc em cũng đọc lần lượt chứ, chị phải lắng tai chị nghe chứ. Hoa cao. Em đọc tên chị không nghe hả? Em phải chốt theo lần lượt cho chị. Rồi em còn 2 mét tím này mấy chị ơi. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 31 này. Em còn 2 mét nha mấy chị nha. 2 mét 31.000, chị nào lấy thì chốt mã 31 lên giùm em. 2 mét là 31.000 mấy chị. Cái này chắc em cắt vơi tay xíu nè, 31 này. 31, chị nào lấy 31 chốt 31 lên giùm em. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em, cái này lên áo này, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em nha mấy chị nha, cái này cũng von luôn. Cái này là lụa nhưng tắng vỏ nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 16 này. Lấy chốt mã 16 lên giùm em, cái này là von 16.000. Von 16, chị nào lấy 16 chốt 16 lên giúp em. Von nha mấy chị nha, von hoa 16. Em chốt cho chị Băng Khánh này.
Rồi mấy chị ơi, satin này. Chị nào lấy satin thì chốt satin kèm mét lên giùm em. Đây là phúc giải của em giữ đơn cho chị khách kia kìa mấy chị ơi. Giữ đơn mấy tháng trời luôn á mấy chị, mà không đi đơn á mấy chị ơi. Cũng là khách quen á. Khách quen này em mới giữ lâu vậy, không đi đơn. Giữ lần 30-40 kg vậy mấy chị. Chốt cái gì vậy Tấn Võ? Satin hả? Satin 3 mét đúng không? Đúng thì ok lên nha Tấn Võ nha. Thành ra là nhiều lúc không giữ đơn cho mấy chị thì mấy chị không mua rồi mấy chị hờn, chứ còn giữ đơn là nó dày nè mấy chị ơi. Giữ đơn là như thế này đây mấy chị. Tấn Võ hỏi số. Rồi satin này mấy chị nhan satin. Chị nào lấy satin thì kèm mép lên giùm em nha mấy. Cái này em còn ít à. À hết rồi mấy chị. Còn con ít nha mấy chị, chấm ba tương tác lên giùm em với. Rồi cái này em còn 3 mét nè. 3 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 mét nha. Mấy chị đi đâu hết rồi vậy? Lấy chốt lên giùm em mới 3 giờ mà mấy chị đi đâu hết rồi. Rồi 45 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 45 lên giùm em, mã 45. Chấm chấm lên giùm em, tương tác bài giùm em nhớ. 45, ai lấy 45 thì chốt 45, 3 mét 45 ngàn nha. 3 mét 45 ngàn. 3 mét 45 ngàn, chấm chấm bài lên giùm em với mấy chị ơi. 45 cho Lê Thị Kim Trung này. Rồi cái này em còn 1,5 mét hoa. 1,5 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 27. 27, chị nào lấy 27, chốt 27 lên giùm em. Chốt mã 27 nha mấy chị, 1,5 mét hoa này. 27, ai lấy 27 thì chốt con chào cô Hào Nguyễn nha. Chị nào lấy 27, chốt 27 cho chị Huỳnh Thị Long này. 27 em chốt cho chị Huỳnh Thị Long. Rồi lên áo nè mấy chị ơi, ai lấy áo chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt nè. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em mã 16. Áo chốt mã 16 lên giùm em, lụa 100D 16 ngàn. Chị nào lấy áo thì chốt mã 16 lên giùm em nha, 16. Em còn khúc này nữa nè mấy chị ơi, còn 1,5 mét nè. Huỳnh Thị Long rồi tới ai đây ta? Tới chị Phương Lê nè. Khúc này sao đúng không? Này sao đó? Phương Lê. Rồi 16 chốt cho Phương Lê luôn nè. Hai cái Phương Lê. Rồi tiếp mấy chị ơi, ai lấy mặt này chốt lên giùm em lụa luôn nha. Bao đẹp luôn. Ok Kim Trung nè. Rồi cái này em còn 4 mét nè, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Mấy chị ơi, tối nay 7 giờ em còn like nữa nha mấy chị nha. Like chốt lên giùm em mã 43 nè. Chị nào lấy 43 chốt 43 lên giùm em nha mấy chị, 43. Ai lấy 43 chốt lên giùm em mã 43. Chị nào lấy 43 thì chốt 43 lên giúp em nha mấy chị. 43 ngàn này lụa nè. Ai lấy 43 chốt 43 lên giùm em mã 43 nè. 43 mấy chị ơi, lấy thì chốt mã 43 lên giùm em 4 mét. Không lấy hết thì chia nha mấy chị nha. Không lấy hết thì chia ra giùm em. Không lấy hết thì chia nha mấy chị nha. Cái đó là von nha chị Hải Đa nha. Rồi chị nào lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em 4,5 mét nè. 43 chị Băng Khánh nè. 4,5 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 4,5 mét lụa lá nè. 4,5 mét lụa lá chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 86. 86, chị nào lấy 86 thì chốt 86 lên giùm em lá nha. Lá nha mấy chị nhân lá 86 ngàn co giãn nè mấy chị ơi. 86. Ai lấy 86 chốt 86 lên giùm em mã 86 lá nha mấy chị. Lá 86 ngàn, ai lấy thì chốt mã 86 lên giùm em mã 86 ngàn. 86 4 mét nha mấy chị nha, 4 mét hơn 86 ngàn. Ai lấy chốt mã 86 giùm em. Chị nào lấy thì chốt mã 86. Rồi lên cho mấy chị khúc von nữa nè. Chị nào lấy von thì chốt lên giùm em. Đánh sáng cho Hoàng Lê nè. Cô 2 mét lá. Hạnh Trăng nè. Rồi von, chị nào lấy von thì chốt lên giùm em
Von nha mấy chị nha, Von 86 là chỉ có 8 đạn 6 thôi đó chị, trăm lựa. Em căng ký 100 ngàn một ký, 86 là 8 đạn 6 đó chị ơi. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em nha mấy chị nha, Von Trinh Phong. Von Trinh Phong chị nào lấy thì kèm mét lên giùm em mã Von Trinh Phong này mấy chị. Von Trinh Phong nha mấy chị nha, Von Trinh Phong. Von Trinh Phong chị nào lấy thì chốt lên giùm em, đâu có màu nâu gì đến xào đâu chị. Ai lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha, Von Trinh Phong kèm mét lên giùm em nè. Đó chị nào lấy Von thì chốt Von lên giùm em, 2 mét chị Tuyết Nguyễn nè. Mấy chị ơi, mấy chị chốt là mấy chị chốt chắc giùm em với nha. Em còn có 2 mét thôi chị Trâm Lụa nè. Cái đó là Von nha chị Hải Đa nha. Em trả lời rồi mà, cái đó là Von. Mấy chị ơi, mấy chị chốt là mấy chị nhớ chốt chắc giùm em với nha mấy chị nha. Chốt nhiều sao kêu không nhớ, tội nghiệp lắm mấy chị. Cái đây là em còn có 2 mét thôi chị Trâm Lụa ơi, cô Hạnh Tầng cũng cắt 2 mét rồi chị lấy không? Chị lấy thì chị ok, em bỏ chị 2 mét nha, chứ còn có 2 mét à. Rồi chị nào lấy nữa thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Lấy nữa thì chốt lên giùm em, Von kèm mét. Ok chị nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã này, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Chị nào lấy mã này chốt lên giùm em sọc nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị, cái này em còn 3,5 mét nè. 3,5 mét ai lấy thì chốt lên giùm em 3,5 mét. Chấm bài tương tác giùm em nè mấy chị, 57 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 57 lên giúp em mã 57. Chốt mã 57 lên giùm em nha mấy chị, 57 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 57 nè. Chốt 57 lên giùm em nha mấy chị, 57k. Ai lấy chốt mã 57, 57k nha mấy chị nha. Cái này là Von lụa nè, không cần lót nè. 57k rất là rủ nè, 57. Ai lấy 57 chốt 57 lên giùm em, sọc này mấy chị đẹp lắm luôn. Chị nào lấy 57 chốt 57 lên giùm em, 57 3,5 mét. 3,5 mét 57 ngàn. Ai lấy chốt mã 57 lên giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nè. Cái này em còn 1m4. Em chào chị Văn Nguyễn nè. 1m4 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m4 be đốm beo này, 24 ngàn nè. Chị nào lấy thì mình chốt mã 24 cho chị Vương Lê 57 nè. 24 ai lấy 24 chốt 24 lên giùm em, chị Vương Lê lấy hết luôn đúng không? 24 ai lấy 24 thì chốt 24 lên áo này mấy chị ơi, 24 nè. Chị nào lấy 24 thì chốt 24, 24 cho chị Băng Khánh nè. 24 em chốt cho Băng Khánh. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa nè. Rồi đẹp lắm mấy chị, đuổi nha. À cái này chéo thái giùm em 1m7 nè. 1m7 chéo thái cực kỳ đẹp luôn, 1m7 mềm rũ. Mềm rũ chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt lên giùm em 1m7 40 ngàn. 1m7 40 ngàn, chị nào nhận cái chắc này mê luôn mấy chị. 40 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 40. Lấy chốt 40 lên giùm em nha mấy chị ơi, 40k nè. Ai lấy chốt mã 40 lên giúp em mã 40. 40 nha mấy chị nhân 40. 40 cho chị Băng Khánh này. 40 cho Băng Khánh. Rồi Von này mấy chị, ai lấy Von thì chốt Von lên giùm em, Von nhí nè, cái này bao đẹp luôn, Von nhí. Von nhí, chị nào lấy Von nhí, chốt Von nhí giùm em. Von nhí nha mấy chị nhăn, Von nhí. Ai lấy Von nhí thì chốt lên giùm em. Rồi cái này cũng dài nè mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị nhăn, 40 hết quá. Rồi. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em nè mấy chị ơi, Von nhí 2 mét của nó chỉ có 30 ngàn thôi nha. Von nhí 2m30, chị nào lấy thì chốt mã 30 lên giùm em, mã 30 nè. Chốt mã 30 lên giùm em, Von nhí 30 mềm rũ cực kỳ luôn, 30. Ai lấy 30 thì chốt 30 lên giùm em. Dạ không nha chị Trần Đa thật nha. Không có. Rồi ai lấy khúc này chốt lên giùm em Von màu. Ai lấy khúc này chốt lên giùm em Von nè. Dạ. Chị nào lấy Von thì chốt lên giùm em Von vàng nha mấy chị nha, Von vàng này. Von vàng lên giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em Von vàng nha mấy chị. Von vàng này em còn 5m, 6m. 6,5m này mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha, 6,5m Von. Trời cái này đẹp quá mấy chị.
6 mét rưỡi von lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nè. 6 mét rưỡi lấy thì chốt lên giùm em mã 92, lấy chốt mã 92 lên giùm em mã 92 nè, vàng hết cho chị Thanh Thúy Nguyễn nè. Dạ ok chị, à, hello chị Ngọc Mỹ nè. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên giùm em Loan nè. Loan này mấy chị kèm mét lên giùm em luôn. Loan kèm mét nha mấy chị nhăn, Loan kèm mét. Chị nào lấy Loan thì chốt Loan kèm mét lên giùm em mã Loan kèm mét nè. Loan satin nha mấy chị nhăn, Loan satin kèm mét. 2 mét này chắc tầm 3 mấy ngàn thôi mấy chị. Chị nào lấy Loan thì chốt Loan kèm mét lên giùm em. Cái này lên pyjama đẹp nè mấy chị ơi, lụa Loan. Lụa Loan kèm mét lên giùm em mã lụa Loan kèm mét nè, treo đi. Loan kèm mét lên giùm em mã Loan. Loan kèm mét lên giúp em. Đây nè, lôi dài lôi qua bên để nó vướng đó. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên giùm em. Rồi cái này em còn 1m4 này mấy chị ơi, 1m4 này. 1m4 lụa, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m4. Ai lấy chốt lên giùm em mã 24. 1m4 24.000, chị nào lấy thì chốt mã 24 giùm em mã 24. Chốt mã 24 giúp em nha mấy chị nhân 24 nè. Ai lấy 24 thì chốt 24 giúp em mã 24. Mã 24 nha mấy chị nhân 24, chốt cho Băng Thắm nè. Rồi satin này em còn ít nè mấy chị ơi, satin bi nè. Satin bi em còn ít nha mấy chị nha. Chị nào lấy satin bi thì chốt lên giùm em. Này còn ít, chị nào lấy kèm mét nha mấy chị nha. Satin bi hồi nãy nè mấy chị, lấy kèm mét lên giúp em cái nè. Lấy kèm mét lên giùm em nha mấy chị ơi, lấy kèm mét. Lấy kèm mét lên giùm đây. Satin bi kèm mét lên giùm em, satin nè. Ai lấy satin thì chốt satin lên giùm em. Bữa nay sao ít người coi dữ ta. Ít người coi thì mấy chị không chốt. Không chốt, đông người coi thì chốt trước chốt sau dành nhau. Rồi 1 2 5 mét đủ cho chị Nguyễn Nhi. Rồi satin hoa, chị nào lấy satin hoa thì chốt lên giùm em satin hoa này. Em hết satin. Satin hoa cái này em còn 3m2. 3m2 satin hoa, chị nào lấy thì chốt lên giùm em satin em hết. Lấy chốt lên giùm em mã 54. Lấy chốt mã 54 lên giùm em. 54, chị nào lấy 54 chốt 54 lên giùm em. Cảm ơn chị Lương Quỳnh Hoa này. 54, ai lấy 54 chốt 54 với mấy chị nhăn 54. Mã 54 3m2, 54 cho Tấn Võ. 54 cho Tấn Võ này. Rồi sọc vàng, chị nào lấy sọc vàng thì chốt lên giùm em sọc vàng này. Sọc vàng này em còn 1m5. 1m5 sọc vàng nha mấy chị nha, 1m5 này. Lấy chốt lên giùm em mã 25. Chốt 25 lên giùm em nha mấy chị, 25. Em hết bi rồi nha chị Nguyễn Thuận nha. 25, ai lấy 25 chốt lên giùm em 25 này. Ai lấy 25 chốt 25 lên giùm em. Thằng nhỏ kia nó chạy. Yeah. 25 sọc nha mấy chị nha, 25 sọc nè. 25 cho chị Bảo Diệp nè. Rồi lụa hoa này mấy chị ơi, ai lấy lụa hoa chốt lên giùm em. Cái này em còn 2m8 nè. 28 lụa hoa bao đẹp luôn, lấy thì chốt lên giùm em Bảo Diệp sọc. Lấy chốt lên giùm em mã 46 nè. Chị nào lấy 46 chốt 46 lên giùm em nha mấy chị, 46.000. Ai lấy chốt mã 46 lên giúp em mã 46 nha mấy chị. Sọc vàng em hết. 46, chị nào lấy 46 chốt 46 lên giùm em mã 46 này. Rồi em còn sọc này 46 chị Thanh Thúy Nguyễn nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Cái này em còn 1m8 nè. 1m8 sọc nhiều màu nè mấy chị ơi, 1m8 sọc nhiều màu. Lấy chốt lên giùm em 1m8. 1m8 27.000, chị nào lấy thì chốt mã 27 giùm em, mã 27. Chốt 27 lên giùm em mấy chị ơi, 27.000. Ai lấy chốt mã 27 nè. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt, cái này em còn 1m3, 1m4. 1m4 chị nào lấy thì chốt cái này không? Hai máy lên đi. Lấy chốt lên giùm em mã 25. Chốt 25. Mã 25 nha mấy chị nha, 25, chị nào lấy 25 chốt 25. Mã 25 lên giùm em nè mấy chị ơi, 25.000. Ai lấy 25 chốt mã 25. Mã 25 nha mấy chị nha, 25. Ai lấy 25 mình chốt 25 giùm em mã 25 này.
chốt mã 25 giúp em nha mấy chị. 25 cho uống tóc Diễm Quyên. Rồi beo này mấy chị ơi, ai lấy beo thì chốt beo lên giùm em. Beo này em còn 4 mét út dài ẩu tảo nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Beo, beo này em còn 4 mét nè. Beo này em còn 4 mét, chị nào lấy hết thì chốt lên giùm em. Rồi cái này là 55.000, ai có đơn rồi lấy chốt lên giùm em mã 55. Lấy chốt mã 55 lên giùm em nha mấy chị nhắn 55. Chị nào lấy 55 thì chốt lên giùm em mã 55 này. Mã 55 lên giúp em. Mã 55 chị nào lấy thì chốt mã 55 lên giùm em. 55 khỏi số. Ai lấy thì chốt mã 55 lên giùm em beo nha mấy chị. 4 mét nè, 4 mét beo, chị nào lấy 4 mét beo thì chốt lên giùm em. Lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị nha. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em. Cái này em còn đủ áo cho mấy chị nè. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Ai lấy áo thì chốt mã 14 lên giùm em nè. Mã 14 nè. 14, chị nào lấy 14 chốt 14 lên giùm em nha mấy chị. 14. Ai lấy 14 chốt 14 lên giùm em. Đủ lên áo lụa nè. Lụa 14 nè. 14, ai lấy 14 chốt 14 lên giùm em cho chị Băng Khánh nè. 14 lên giùm em. Ai cho chị Băng Khánh. Ai gọi. Alo. Alo. Dạ. Dạ. Sao ạ? Alo. Chị tên gì chị? Chị tên gì? Chị Facebook chị tên gì? Chị, em có chụp hình quay Facebook cho chị coi mà tại sao trước khi chị đi đơn chị không coi? Thành ra mấy chị mua hàng mấy chị coi qua tin nhắn giùm em. Ra tới đó bây giờ em biết phải làm sao? Nếu chị không... Dạ không, nếu như chị không lấy chị Hoàng về giùm em nha. Mấy chị mua hàng, mấy chị qua tin nhắn, mấy chị xem giùm em nha mấy chị nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em, cái này em còn 2 mét nè. Cái này em còn 2 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét. 2 mét 40 ngàn, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 40. 40, chị nào lấy 40, chốt 40 lên giùm em nha mấy chị, 40 nè. Lấy chốt mã 40 lên giùm em mã 40. Chốt 40 lên giúp em mấy chị ơi, 40k, chị nào lấy thì chốt 40 lên giùm em mã 40. Like đã mệt rồi mấy chị ơi, chốt đơn nó càng mệt hơn. Nói thiệt cả mấy chị mua hàng, mấy chị nhớ là mấy chị qua tin nhắn á, mấy chị xem hình giùm em ok rồi đi hàng giùm em nha mấy chị nha. 40, chị nào lấy 40 thì chốt lên giùm em. 40 nè. Chốt hàng qua tin nhắn xem rõ ràng rồi bây giờ ra tới nơi kêu không đúng vải em thì chắc có 4 mảnh vải thôi mấy chị. Nữa đành đoạn bom hàng mấy chị ơi. Rồi cái này em còn 5 mét này mấy chị. 6 mét rưỡi. 6 mét rưỡi, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 6 mét rưỡi nè. 6 mét rưỡi von, lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em von nha mấy chị nha. Von 6 mét rưỡi nè. 6 mét rưỡi lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nha mấy chị nha. Không chốt được á thì mấy chị hờn, mấy chị giận. Chốt được rồi, chốt qua tin nhắn cho mấy chị xem rồi, không phải sướng ít đâu mấy chị ơi. Chốt qua tin nhắn cho mấy chị xem xong xuôi rồi mấy chị ok, mấy chị đi đã rồi ra tới đó mấy chị kêu không phải hàng. Ngay từ đầu mấy chị kêu mảnh đó không phải của chị, đi em xả ra ngay từ đầu luôn. Đó, rồi em đi ví dụ 4 mảnh, xả ra một mảnh đi, 3 mảnh cho mấy chị đi. Không ok, đi ra tới nơi rồi bây giờ kêu là không phải thế này thế kia, mệt quá à. Thiệt luôn á. Nhiều lúc mấy chị mua hàng mà thiệt luôn á. Nhiều lúc em nói đây, em nói không phải riêng ai chứ em nói chung hết, mình mua hàng online mà. Mình phải hiểu cho cái người bán hàng nữa, đâu phải người ta lừa đảo mình hay sao đâu. Rồi chị nào lấy von thì kèm mép lên giùm em nha mấy chị nha, von kèm mép. Rồi ai lấy mảnh lụa này chốt lên giùm em, cái này em còn 1m6 nè mấy chị ơi, 1m6 lụa này. 1m6 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m6.
Like chốt lên giùm em mã 37. 37 chị nào lấy thì chốt mã 37 lên giùm em, chốt 37 này. Em đưa cái điện thoại cho coi thử. 37 ai lấy 37 chốt 37 lên giùm em, mã 37 này. Lấy mã 37 chốt 37 lên giùm em nha mấy chị nha, 37. Ai lấy 37 chốt 37 lên giùm em. Mã 37 nha mấy chị nha, 37. 37 mấy chị ơi, chị nào lấy 37 chốt 37 giùm em. Em có vài lót may con không em? Dạ không chị. Ai lấy 37 chốt 37 lên giùm em nha mấy chị nha. Mai lại cho chị Thành Nguyễn Thị nè. Điện thoại đâu? Thành Nguyễn Thị có đơn rồi. Rồi cái này lên áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em nha mấy chị nha, 10. Chị nào lấy 10 thì chốt 10 lên giùm em nè, áo lên 10 nè mấy chị ơi. Chị nào lấy áo thì chốt 10 lên giùm em nha mấy chị nha, 10. Chị nào lấy 10 thì chốt 10 lên giùm em, mã 10. Mã 10. Ai lấy 10 thì chốt 10. Cái này em bấm mã tặng cho chị Phương Lê. Cái đó nó bị mất khổ thôi. Cái đó bị mất khổ, bấm mã tặng cho chị Phương Lê. Rồi ai lấy mặt này à, mấy chị ơi, sẵn đây mua hàng em nói luôn nha. Chị nào mà chốt đơn á mà cảm thấy mấy chị chắc chắn đi hàng thì mấy chị đi, còn không thì bắt buộc mấy chị phải qua tin nhắn xem hình giùm em nha. Bắt buộc 100% qua tin nhắn xem hình giùm em. Không thôi em sẽ, chị nào mà em gọi điện lên á, ờ em cứ đi hàng cho chị đi, em không đi đâu nha. Đó, qua tin nhắn, em chốt đơn có tin nhắn tin đồ đàng hoàng. Em chốt đơn có tin nhắn tin đồ hết nha mấy chị. Đây nè. Đây nè. Chị xem nè. Có bằng chứng bằng đồ rõ ràng hết mấy chị ơi, đó. Đó, chốt đơn có bằng chứng rõ ràng hết, chụp hình cho mấy chị coi hết này mấy chị nha. Đó, lên bàn cân chụp hình cho mấy chị coi nè. Cân nè, xong bắt đầu tới bill nè. Đó, tới bill mấy chị nha. Thành ra nếu như mình có thiện chí mình mua hàng rồi mấy chị, mình có cái tâm mình mua hàng, mình có thiện chí mình mua hàng, mình cần cái hàng đó mình mua á, thì mình đặt hàng rồi mình xem hình mình đi nha mấy chị. Đừng có mua chơi chơi nha mấy chị nha. Mua chơi chơi cái thứ nhất mấy chị không có rảnh, mà em cũng không có rảnh mấy chị ơi. Nói chung là hôm nay em hơi mệt xíu nên em có nói chuyện khó nghe, thì chị nào cảm thấy thông cảm được thì thông cảm cho em. Đó, chứ còn bình thường mấy bữa em bán hàng vui vẻ lắm, hỏi mấy chị khách quen coi. Bình thường em bán hàng vui vẻ lắm. Nhưng mà có sao nó vậy, lần qua em chốt đơn xong em mệt quá. Nên hôm nay là em nói chuyện nó, nếu như chị nào khách mới vô thì mấy chị thông cảm giùm em. Đó, mình đi đơn á, chốt hàng qua tin nhắn, xem tin nhắn giùm em, cảm thấy ờ đúng vải của mình thì mình đi. Cứ chồng trước như chị. Ok. Dạ, nếu như chồng trước như chị á mà lỡ ra có sai hàng á chị, em vẫn bồ, em vẫn là cứ nếu như mà có sai hàng á thì ví dụ như lỡ chị chuyển khoản cho em rồi đúng không, em cũng không có vô trách nhiệm đâu. Ví dụ lỡ ra đó sai hàng, ờ em ơi sao mà đó, nhưng mà không, chị đã xem vải trước rồi mà, chị chuyển khoản cho em rồi, thầy cái kiểu chị cũng qua tin nhắn chị xem rồi. Ờ ví dụ như em tăng lên với mấy chị 5 chồng vải đúng không, ví dụ cái mảnh đó mấy chị, lúc mà mấy chị like á, em like này, mấy chị chọn cái mảnh này nè, tối hồi em chụp hình là mấy chị nhìn thấy, ờ em chụp hình nè, mấy chị nhìn ra là mấy chị mường tượng cái mảnh vải mấy chị chốt liền thôi. Nhưng cái mảnh này mấy chị cảm thấy ờ sao mơ hồ quá thì mấy chị nói ờ thương, chụp lại cho chị coi thử mảnh đó thử, em chụp lại cho mấy chị coi ờ đúng vải mấy chị đi. Còn không đúng vậy mấy chị nói ờ chị không có chốt cái mảnh đó, thôi em xả mảnh đó ra cho chị hay sao, hay là tại vì nhiều lúc làm có khi nhân viên nó cũng bỏ lộn mà, nhưng mà lộn thì cũng lộn một mảnh thôi mấy chị, không có thể nào mà lộn tới 5-6 sách như vậy, thôi chắc em đuổi con nhân viên nó luôn á. Làm việc mà kiểu đó là đuổi luôn mấy chị, không đó là em nói thiệt đúng không. Còn ví dụ em cứ làm lộn biết thì là khách nào mua hàng của em nói em mua hàng bán hàng xảo trá hay sao đúng không. Đó, thành ra mình cứ coi tin nhắn đúng hàng của mình thì mình đi, mà mình đi ra tới nơi rồi thì mình nhận giùm em nha. Chứ đừng có tình trạng thiệt luôn á, hàng đi ra tới nơi tiền ship, hàng đi về mất tiền ship mấy chị, ớn quá luôn đó.
Rồi chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em nè. Cái này em có 1m3 này nè chị. 1m3. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Nói chuyện như vậy. Rồi cái này 20.000, chị nào lấy thì chốt lên giùm em lại 20. Lấy chốt mã 20 lên giùm em nha mấy chị nha. 20 này, ai lấy 20 chốt 20 lên giùm em. Mã 20. Mã 13 là mã nào chị Nguyễn Vinh? Hai mươi em chốt chị Nguyễn Nhi nè. Rồi cái này em còn 1.5 nè, cái này em còn 1.5 lụa. Chị nào lấy lụa chốt lụa lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 26 này mấy chị ơi. Ai lấy chốt mã 26 mấy chị chấm chấm lên tương tác giùm em với nha. 26, chị nào lấy 26 thì chốt 26 lên giùm em. Mã 26. Nên là mỗi chị qua tin nhắn á, chấm cho em 1 chấm nha mấy chị. À rồi ok chị nè. Cái này von lụa không dạng không lót nha, chắc mềm rũ nha chị nha. Ai lấy chốt lên giùm em mã 26 lụa nè, mềm rũ cực kỳ luôn, chắc bao đẹp nha, 26. Ai lấy 26 thì chốt 26 giùm em mã 26 nè. 26, chị nào lấy 26 chốt 26 giúp em nè. Rồi cái này lên áo, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Cái này cũng lên áo nè mấy chị. Ai lấy áo chốt áo lên giùm em nha. 26 em chốt cho chị Tuyết Nguyễn nè. Rồi 23, chị nào lấy 23 chốt 23 lên giùm em nè, mã 23. Lấy chốt mã 23 lên giúp em nha mấy chị, 23 nè. Chị nào lấy 23 chốt mã 23 lên giùm em, mã 23. Mã 23 mấy chị ơi, 23, 23 chị Thanh Thúy Nguyễn nè. Mấy chị nhớ nha, nhớ là quay Messenger chấm cho em 1 chấm nha mấy chị. Với lại là mấy chị để ý là lúc mà em chốt đơn cho mấy chị á, là thế nào em cũng gửi lời mời kết bạn cho mấy chị. Một là bên Zalo, hai là bên Facebook. Nên mấy chị đây nè, em chỉ sẵn đây em chỉ cho mấy chị luôn. Nói chung đó là lợi ích của mấy chị thôi, chứ cũng không phải là gì hết đâu mấy chị. Đó là lợi, đó là quyền lợi của mấy chị chứ. Đây nè, Facebook của mình thường thường nó sẽ có một cái thông báo cái chuông này mấy chị thấy không? Đó, mình vô Facebook của mình lướt đúng không? Mình sẽ thấy một cái chuông thông báo này mấy chị. Mấy chị nhấn vô đây. Mấy chị sẽ thấy là vải như thương hay là một cái vải gì đó gửi lời mời các bạn với mấy chị khi mà mấy chị mua cái shop đó. Là cái shop đó thế nào nó cũng sẽ gửi lời mời các bạn cho mình mấy chị nha. Đó, còn mấy chị vô Zalo thì mấy chị vô cái phần mà người ta gửi lời mời các bạn cho mình á. Là sẽ có người gửi lời mời các bạn. Chắc chắn chị nào có đơn thì chắc chắn shop sẽ gửi lời mời các bạn cho mình. Một là bên Facebook, hai là bên Messenger. À mà một là bên Facebook Messenger, hai là bên là Zalo mấy chị nha. Nên mấy chị mua hàng mấy chị để ý, mấy chị xem vải giùm em trước khi đi nha mấy chị nha. Nha, em cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn á. Mấy chị xem vải là em cảm ơn nhiều luôn á mấy chị. Rồi cái này lụa giặt nhăn này mấy chị ơi. Cái này giặt nhăn nha. Mỗi lần mà chốt đơn stress lắm mấy chị nói chị đó cứ em chụp hình qua Messenger cho chị coi. Em chụp hình rồi. Sao chị không thấy? À, bây giờ chị phải chấp nhận với em, chị mới thấy chứ. Chị không thấy. Rồi, một hai là đòi xem hình, nhưng mà không chịu chấp nhận lời mời của em, cũng không có chịu vô Facebook, cũng không có gì hết. Nhưng mà cứ đòi xem hình mấy chị. Em nói thiệt em muốn rối não luôn á. Muốn rối não cho mấy chị khách đó luôn á. Rồi em stress là nhiều lúc giải luôn á mấy chị. 14.000 chị nào lấy thì chốt mã 14 lên giùm em, mã 14 nè. Nhiều lúc muốn điên luôn. Bây giờ xả hàng của khách thì không được. Đi thì khách muốn xem hàng qua tin nhắn mà xem thì cũng không xem được mấy chị ơi, không biết phải làm sao luôn. Nhiều lúc quậu luôn mấy chị, thiệt luôn á. Mấy chị theo mấy chị nghĩ thì có quậu không? Rồi cái này lụa dập nhăn này, 23 nè, 23 chị Thanh Thúy Nguyễn nè. Phải không? Đúng rồi. Làm mỗi lúc mà làm nhà chốt đơn là em đâu ăn cơm đâu mấy chị. Em không ăn cơm, ăn uống gì đó. Rồi cái này em còn 2m chinh phong này mấy chị. 2m chinh phong, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m, chị có uống nước thôi. Lấy chốt lên giùm em mã 31 nè. Lấy chốt mã 31 lên giùm em nha mấy chị, 31. Ai lấy chốt mã 31 lên giùm em, 31.000. Chị nào lấy thì chốt mã 31 von chinh phong, hoa màu tím thì mấy chị ơi dễ thương lắm, 31 cho tắng vỏ nè. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em. Cái này 1m5 nha mấy chị nha. Cái này lụa 1m5 nè. Không giãn nha mấy chị nha. Lụa 1m5 không giãn. Nhưng mà mềm rũ giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em. Cái này là 22.000. Chị nào lấy thì mình chốt 22 giùm em nè. Mã 22. Chị nào lấy 22 chốt lên giùm em. Mã 22. Ai lấy 22 chốt 22 giùm em. Chốt mã 22 giúp em mấy chị ơi. 22. 22 không giãn nha mấy chị nha. Không giãn cho chị Thanh Thúy Nguyễn nè. Ôi cái này dài nè mấy chị, nhưng mà chắc nó hơi thô xíu nha. Cái này dài chắc hơi thô, cái này mấy chị lên ra giường là ok.
này mấy chị lên ra giường giùm em với nha. Còn không thì mấy chị lên lên đầm, mà mấy cái đầm mà nó không phải rổ mấy chị, mấy cái đầm tùng xòe mấy chị, mấy cái chân váy mấy chị lên, mấy cái chân váy là đẹp nè. Nói chung là cách mình may mấy chị ơi, không co giãn nha mấy chị nha. Đó, chị nào lấy kèm nếp lên giùm em, họa tiết thì đẹp nè, chắc vải cũng đẹp mấy chị, nhưng mà chỉ có điều nó không co giãn thôi. Đó, cũng mềm nha mấy chị nha. Ai lấy thì kèm mép lên giùm em. Chị nào lấy kèm mép lên giùm em nha mấy chị ơi. Lấy kèm mép lên giùm em nè. Ai lấy kèm mép lên giúp em với. Đẹp lắm mấy chị, rất là đẹp nha. May ra giường ra đồ đẹp này mấy chị ơi. Họ mấy chị lên rèm đồ cũng đẹp. Ai lấy kèm mép lên giùm em. 8 mét hả? Dạ, 8 mét cho Hồ Công Ngô. Đo thử, để chị đo thôi. Tay đi. Để lấy đâu, chắc chắn không út? Đây này, cái này mít mít cho năm nhà. Đâu đâu biết sao? Ba mít cho Hồ Không Ngon này. Để đo lại rồi đúng không nha? Rồi chị nào lấy nữa không mấy chị, em còn ít nữa nè. Cái này dài dữ. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em. Von nha mấy chị nha. Cái này là von mấy chị ơi. Cái này mấy chị không cần phải lót giùm em đâu. Ai lấy thì chốt lên giùm em. Von nha mấy chị. Lên không cần phải lót giùm em với, kèm mép lên giùm em luôn. Cái này mấy chị cũng kèm mép lên giùm em luôn nha mấy chị nha. À, chắc không đủ 10 mét đâu chị ơi. Lấy kèm mép lên giùm em với nha mấy chị nha. Chị nào lấy kèm mép lên giùm em. Ai lấy kèm mép lên giùm em với. Chị nào lấy kèm mép lên giùm em với nè. Cái này em còn ít nữa thôi chị. Cẩm Nhung. Em còn có 6 mét rưỡi thôi chị Cẩm Nhung ơi. Em còn có 6 mét rưỡi à. Không có đủ chị nha, 6 mét rưỡi thôi chị. Con 3 mét cho chị Phương Lê nè. Chị Băng Khánh mình lấy cái gì chị mà. Con đẹp nhiều. Chà Tiên Nguyễn nha. 3 mét cho chị Phương Lê nè. Vải mình đen không? Không là vải gì em, mình đen bông hồng hả? Đó, chị à von này chị, cái đó là von nha chị Ý Thị Cao nha. Đây là von nha chị. Hai mét chị Băng Khánh này. Hai mét chị Băng Khánh. Von đó là chị may áo không cần phải lót đâu chị. Nhưng mà may cái váy thì lót ở tầng dưới giùm em như chị Cẩm Nhung nha. Đó, cái này may áo không cần phải lót đâu đây nè chị. Nhưng mà may váy thì lót tùng dưới giùm em với. 2 mét hả? 2 mét chắc tầm cỡ 3 mấy ngàn đó chị ơi. Cái này em còn 2 mét rưỡi nè. Cái này còn 2 mét 3 nè. 2 mét 3. 2 mét 3 là 44 ngàn nè chị. 2 mét 3 là 44 ngàn nè. 2 mét chắc tầm cỡ 38-39 ngàn thôi. Đó, chị đã lấy thì chốt lên giùm em mã 44. Lấy chút mã 44 lên giùm em nha mấy chị nha. 44 còn nữa nè. Còn khúc nữa mấy chị. Còn khúc nữa nha. Chị nào lấy thì kèm mép lên giùm em. Ai lấy thì kèm mép lên giúp em nha mấy chị. Rồi lên cho mấy chị khúc lăn nè. 1 mét rưỡi nha mấy chị ơi. À 1 mét 8 nha mấy chị nha. 1 mét 85. 1 mét 85 chị nào lấy thì chốt lên giùm em. 1 mét 8 34 ngàn nè. 1m8 34, chị nào lấy 34 chốt 34 giùm em mã 34. Ai lấy mình chốt 34 lên giúp em nha mấy chị. 34 nè. 34 chị chốt cái này hả chị? Chị lấy cái này hả chị? 34 ai lấy 34 thì chốt 34. Chị Huệ Nguyễn chốt cái gì chị? 34 em chốt cho Huỳnh Linh nè. 34 em chốt cho chị Huỳnh Linh. Mấy chị ơi chốt mã lên chứ không thôi em biết á. Chốt cái von này đúng không? Chốt cái này đúng không chị ơi? Chị Cẩm Nhung chốt cái này luôn hả chị?
Đúng thì ok lên giùm em Huệ Nguyễn nữa nè. Không, hình như là cái khúc kia là von, còn khúc này là lụa sao mấy chị? Ốc ơi, chị Dương thì cẩm nhung lên số điện thoại giùm em nha chị nha. Cái này mềm rủ lắm nè mấy chị ơi. Dương thì cẩm nhung, chị chưa có đơn nè. Huệ Nguyễn nè, hỏi cho Huệ Nguyễn nè. Cái này đẹp lắm nè mấy chị. Ok chị, em thấy số này tối nay 7 giờ còn live nha mấy chị nha. Thí thị cao. Rồi cái này em còn ít nữa thôi, chị nào lấy thì chốt nha mấy chị nha. 23 chị Băng Thánh rồi, ok chị nè. 23. Rồi von, chị nào lấy von thì chốt von lên giùm em nè mấy chị ơi. Ai lấy von thì chốt nha mấy chị nha. Cái này em còn 3 mét nè. Ít thì cao. 3 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. 3 mét nè, em cho chị Duyên Lê nè. Hàng kiện thập cẩm chắc nha, xem like chọn giùm em chị Duyên Lê nè. Lấy chốt lên giùm em ạ, 45 nè mấy chị ơi, 45. Ai lấy 45 chốt 45 lên giùm em nha mấy chị nha, 45 nè. Chị nào lấy 45 chốt 45 lên giùm em von nè mấy chị, 45. 45, chị nào lấy 45 chốt lên giùm em. Ủa? Văn Thánh chưa chốt mà. Ờ đúng rồi. Chị Băng Khánh có rồi mà. 45, chị nào lấy 45 thì chốt lên giùm em rồi sọc nè. Bữa nay like nó bị bắt thần sao. Like nó không nhanh nhẹn gì hết mấy chị. Rồi cái này em còn 1m6, chị nào lấy chốt lên giùm em 1m6. Bữa nay like không giống như mấy bữa. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em, bữa nay mà ít chị xem nè. Lấy thêm kìa, lấy thêm. Lấy chốt lên giùm em mã 34. Lấy chốt mã 34 lên giùm em nha mấy chị nha. 34, chị nào lấy 34 chốt 34 lên giùm em. Bữa nay ê, sắc ếm chị ơi. 34, ai lấy 34 chốt 34 lên giùm em nè mấy chị. 34 nè. Ai lấy 34 chốt 34 lên giúp em nha mấy chị. Mã 34 giùm em. Chốt mã 34 giùm em, sọc 34 nè. Chị nào lấy 34 chốt 34 giúp em nè. Mã 34. Rồi lụa này mấy chị, ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em 1m7. 1m7 chị đồng lấy thì chốt lên giùm em 1m7. Lấy chốt lên giùm em mã 28. 1m7 28, chị đồng lấy 28 chốt 28 giùm em mã 28. Mã 28 cái này hoa chăng này mấy chị, 28 nè. Ai lấy 28 chốt 28 lên giùm em mã 28 nè. Lấy chốt mã 28 lên giúp em nha mấy chị, 28. Nay đẹp vậy. 28 với chị Nguyễn Nhi. Nay em bán ế nè chị. Nay người ta bán ế nè, thấy không? Rồi cái này em còn 1 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1 mét nè. 1 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1 mét nè. 25, nghỉ rồi hẹn. 25, ai lấy 25 chốt 25 lên giùm em mã 25. Chốt mã 25 lên giúp em nha mấy chị, 25.000. Chị nào lấy 25 thì chốt lên giùm em mã 25 nè. Mã 25. Mã 25, chị nào lấy 25 thì chốt lên giùm em 25 cho chị chốt Nguyễn Thanh. Ui cái này đẹp nè. Rồi chị nào lấy lụa này chốt lên giùm em. Trời ơi này đẹp nè mấy chị ơi, satin nha. Satin, chị nào lấy satin kèm mét lên giùm em. Satin kèm mét nè. Cái này ở đâu đây mà đẹp nè. Satin kèm mét nha mấy chị nha. Ủa bài Yến như Dương quá. Chị nào lấy satin thì chốt satin 5 mét cho chị Nguyễn Nhi. 1 2 3 4 5. Cái này có ít lắm mấy chị ơi. Nguyễn Nhi nè. Chào Ngân Nguyễn. Chào Ngân Nguyễn, em chốt lần lượt mấy chị nha. Rồi tắn vỏ 4 mét nè. Trời, tắn vỏ 4 mét nữa là hết rồi. 1 2
hết rồi. Tấn phở ơi, còn 4,5 m tấn phở lấy luôn đi, hết rồi. Chị Thanh Thúy Nguyễn, chị cái gì? Thanh Thúy Nguyễn hết rồi, hết rồi chị chốt xong tấn phở với Nguyễn Nhi rồi. Rồi tấn phở lấy hết đi tấn phở ơi, còn 4,5 m nha. Lấy hết. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Rồi cái này em còn 5,5 m nè. 5,5 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em hết rồi mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha, 5,5 m nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 86 nè. 86 chị nào lấy 86 thì chốt 86 lên giùm em mấy chị 86. Ai lấy 86 thì chốt lên giúp em lụa nha mấy chị, lụa 75D 86.000. Lụa 75 86.000 chị nào lấy thì chốt. Cái này nó à, cái này là nó làm loang loang vậy mấy chị. Chẳng phải bị phai màu đâu. Nhìn tưởng phai chứ không phải. Làm loang loang nha mấy chị nha, hết luôn. Đây nè. Làm vệt vệt cho mình ạ. 86 ở trên này cũng vậy nè. Đúng rồi. 86 chị nào lấy 86 thì chốt 86 lấy giùm em hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Màu hồng dễ thương. 86 chị nào lấy 86 thì chốt lên giùm em mã 86 này. Ai lấy 86 thì chốt, bình thường mấy bạn đây là chốt hết rồi. Rồi lên cho mấy chị một mã nè. Ai lấy mã này thì chốt lên giùm em. Đâu ốc? Đem đâu vậy? Rồi cái này em còn 3 m. Ủa Hồ Công Ngôn chốt hả? Ờ à, thấy rồi. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em 86 cho Hồ Công Ngôn. Không thấy luôn á. Rồi chị nào lấy mã này chốt lên giùm em. Rồi cái này 52.000 lụa nha mấy chị nha. Lụa 52. Lụa 52 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 52 3 m này. Chị Thanh Thúy Nguyễn nè. Rồi beo chị nào lấy beo chốt beo lên giùm em mã beo. Chị nào lấy beo thì chốt lên giùm em, cái này em còn 1,7 m nè. 1,7 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,7 m. 1,7 m ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 28 nè. 1,7 m 28.000 chị nào lấy 28 chốt 28 beo 1,7 m 28. Beo 1,7 m 28 chị nào lấy 28 chốt 28 lên giùm em mã 28. Chốt 28 lên giùm em cho Băng Khánh nè. Rồi lên cho mấy chị khúc von. Von này lên áo, chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em áo nha. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em. Áo von nha mấy chị nha, cái này hơi bị đẹp luôn. Von lên áo nè. Von lên áo, chị nào lấy áo thì chốt mã 14 lên giùm em mã 14. Lấy chốt mã 14 lên giúp em nha mấy chị 14 nha. Ai lấy 14 chốt 14 nè. Mã 14 nha mấy chị ơi 14k. Rồi lên cho mấy chị khúc von nữa nè. Chị nào lấy von thì chốt. Cái này em còn 2,5 m. Huỳnh Thị Lòng nè. 2,5 m von Trinh Phong. 2,5 m von hàng, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2,5 m nè. 36.000 chị nào lấy thì chốt mã 36. Lấy chốt 36 mấy chị ơi 36.000. Ai lấy chốt mã 36 lên giùm em mã 36. Chốt 36 lên giùm em nha mấy chị 36.000. Chị nào lấy thì mình chốt mã 36 giúp em 36 nha mấy chị. 36 ai lấy 36 thì chốt này. Rồi lên tiếp cho mấy chị khúc nữa này, áo này. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Ai lấy áo thì chốt mã 19. Ai lấy áo lụa thì chốt mã 19 lên giùm em. Lụa 75D 19 này. Lụa 75 19, chị nào lấy 19 thì chốt 19 lên giùm em mã 19. 19 nha mấy chị nha, 19 lên áo giúp em mã 19 nè. Ai lấy 19 chốt 19 mấy chị nha, 19. Chị nào lấy 19 chốt 19 lên giùm em mã 19 nha mấy chị. Mã 19 lên giùm em nè mấy chị ơi. Ai lấy 19 thì chốt. 19 cho Băng Khánh nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè. Cái này là lông vũ nha mấy chị nha, lông vũ. Lông vũ em còn 5,5 m. 5,5 m lụa lông vũ, ai lấy thì chốt lên giùm em. Cái này mấy chị lên đầm để nấu dài nha mấy chị, lên bộ không được đâu. Lên bộ mỏng không lên được nha mấy chị nha, lụa giấy. Ai lấy chốt lên giùm em mã 66 nè. Lên bộ mỏng nha mấy chị nha. 66 lên đầm áo dài giùm em, lên đầm với áo dài nha mấy chị 66.000. 5,5 m 66 lấy hết hoặc là kèm mét lên giùm em mã 66. Lấy chốt mã 66 lên giúp em nha mấy chị 66.000. Rồi lụa lá này mấy chị ơi, lụa 100D. Hả? Ai? Ai nói? 3 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 m. 3 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em.
3m52 ngàn, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 52, tối nay tao trở về hiện thực. 52 chị nào lấy thì chốt mã 52 lên giùm em mã 52 lá nha mấy chị nha, ngủ 100D chắc bao đẹp cho mình luôn. 52 chị nào lấy thì chốt mã 52 này, lấy chốt mã 52 lên giùm em cho chị Phương Lê này. 52 em chốt cho Phương Lê rồi, lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè, ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mà beo nha mấy chị nha, beo ai lấy chốt lên giùm em. Chị Nguyễn Thuận lên giùm em số nha chị nha, lấy chốt lên giùm em mã 17. À có số đó hả, ok chị Nguyễn Thuận nè, số đuôi nha, 178 số đuôi 178 đúng không chị Nguyễn Thuận, có số rồi nha chị nha, số đuôi 178 đúng không. Chị lấy lá trắng này đúng không ta? Cái này đúng không chị? Chị lấy cái này đúng không? Đúng thì ok giùm em với. Cái này là long vũ nha chị nha, em sợ chị lộn cái lá kia, đúng cái này ok giùm em với chị. Cái này đúng không chị ơi? Để nó xem. Ok xem. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 17 beo nha mấy chị nha, lụa beo. Lụa beo đổ lên áo 17 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 17. Lấy chốt mã 17 lên giùm em mã 17 nè. Ai lấy 17 chốt 17 lên giùm em. Rồi tơ này mấy chị ơi, von tơ này. Von tơ lá chị nào lấy thì chốt lên giùm em von tơ lá 4 mét nè. 4 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 4 mét. Ai lấy chốt lên giùm em 4 mét tơ. 49 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 49 giùm em mã 49. Ai lấy 49 thì chốt 49 lên giùm em nha mấy chị. 49. 49 giùm em khi bóng hả? Có nhưng mà ít lắm chị. 49 ngàn von nha mấy chị nha, von 49. Mấy chị khách mới ơi, mấy chị đang xem á, mấy chị chấm vào màn hình của mấy chị ơi, mấy chị bấm theo dõi giùm em với nha. Đó, mấy chị khách mới á, mấy chị chấm vào màn hình mấy chị đang xem, có cái nút theo dõi một bên á, mấy chị nhấn theo dõi giùm em, tối nay 7 giờ em like nữa nha. 7 giờ em like mấy chị vô chọn thêm nha. Chọn thêm cho đủ đơn nha mấy chị. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 1,5 m nè mấy chị. Lùa nha mấy chị nha, không cần lót giùm em, bao đẹp rủ. 23 chị nào lấy 23 chốt 23. Lấy chốt mã 23 lên giúp em nha mấy chị, 23 nè. Ai lấy mình chốt 23 giúp em mã 23. Chị nào lấy 23 chốt mã 23. Ai lấy chốt mã 23 chị ơi, chốt vài mảnh nữa mới đủ đơn để gửi nha. 23 chị Thanh Thúy Nguyễn nè, chốt vài mảnh cho đủ đơn nha chị Nguyễn Thuận nha. À, một mảnh không có đủ đi đơn đâu nha chị. Rồi lên cho mấy chị một khúc nữa nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em beo. Beo này em còn mét tư. Beo lụa em còn mét tư nha mấy chị nha. 1 mét tư beo lụa này 21 ngàn nè. 1 mét tư beo lụa 21 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 21 lên giùm em. 21, ai lấy chốt 21 lên giúp em nè mấy chị. 21 nè. Ai lấy mình chốt mã 21 nha mấy chị nha. 21 beo. Rồi cái này em còn 2 mét nè. 2 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em. 21 cho chị Băng Khấm nè. 2 mét beo, đốm beo 37 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 37 giùm em. Mã 37. 37 von lụa không cần lót nha mấy chị nha. Không cần lót 37. 37 chị Băng Khánh lấy thêm hả chị? Cái đó thêm nha chị nha. Chứ chị có rồi, thêm thì comment thêm giùm em. 37 chị nào lấy 37 chốt 37 giùm em. Mã 37 cho uống tóc Diễm Quyên. 37 cho uống tóc Diễm Quyên nè. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên giùm em. Lụa nha mấy chị 100D nè. Lụa 100D, cái này em còn mét 2. Cái này em còn mét 2 nha mấy chị nha. 1 mét 2 lụa 100D. Lấy chốt lên giùm em 1 mét 2 nè. 21 ngàn chị nào lấy thì cho chị lấy thêm. 21 chị nào lấy thì chốt mã 21 lên giùm em mã 21. Mã 21 100D giùm em mã 21 nè. Lấy chốt mã 21 lên giúp em. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em bao đẹp luôn. Này bao đẹp luôn nha. 21 em chốt cho chị Nguyễn Đinh. Nguyễn Đinh lên số điện thoại giùm em nha chị Nguyễn Đinh nha. Cái này à, lụa có ánh nhũ nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em chắc đuổi nè. Đuổi có ánh nhũ chắc bao đẹp cho mình luôn. Ai lấy thì chốt lên giúp em. Cái này em còn 3 mét đuổi. 3 mét đuổi có ánh nhũ chắc đẹp lắm luôn không mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em 3 mét nè. Lấy chốt lên giùm em mã 55. Chốt mã 55 lên giùm em nha mấy chị, 55 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 55 nhớ cho em đúng số chị nha. 55 ai lấy chốt mã 55 ốc vô ít khác này ốc vô các bạn. 55 chị nào lấy 55 thì chốt 55. 55 ai lấy kết mã chốt mã 55 giùm em mã 55 này.
ăn hết nói vô cái này các bạn luôn đi rồi. Rồi cái này em còn 2 mét này mấy chị, 2 mét này. Chị nào lấy thì chốt lấy giùm em sọc 2 mét này. Sọc 2 mét, chị nào lấy thì chốt lấy giùm em sọc 2 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 49. Lấy chốt mã 49 lên giùm em nha mấy chị, 49 nè. 49, uống thấp diễn quyên ơi, chốt mã lên nha. Chốt mã lên là mới biết được nha. Cho chị Thúy cao nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em 49 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 49. Cái gì 1,5 mét. Ví dụ cái mã đây là mã 49 đúng không? Thì ghi là 55 đúng không? 55 1,5 mét chứ không thôi lộn mã đó. Chốt là phải có mã 49 cho chị Bảo Diệp nè. Cái này bao nhiêu mét mà khác 1,5 mét. Mấy chị chốt mã lên giùm em đi, chứ nhiều lúc mấy chị chốt không đúng là em bỏ lộn rồi ra tới nơi mấy chị kêu là em bỏ sai mã cho mấy chị. Khổ lắm mấy chị ơi. Một mét rưỡi nè. Cũng tóc giữ nguyên nè. Rồi em còn 1,8 luôn, 1,7 nữa nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt nha. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa lon nè. Ai lấy chốt lên giùm em. Lon nha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em, cái này em còn 1,7 luôn nè. 1,7 lụa lon, ai lấy chốt lên giùm em mã 31 nè. 31, chị nào lấy 31 chốt 31 lên giùm em mã 31. Ai lấy 31 thì chốt lên giùm em 31 nè. Xem like chấm bài giùm em nha mấy chị nha. Mấy chị không mua mấy chị cũng chấm ủng hộ em với nha. Chấm bài ủng hộ em đi mấy chị. Ai lấy chốt lên giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 31 nha mấy chị, 31k nè. Ai lấy mình chốt 31 giùm em mã 31. 31 lụa lon. Lon 31 nha mấy chị ơi, lon 31. Ai lấy 31 chốt 31 lên giùm em lon nè. Lon 31 giúp em. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên giùm em. Cái này em còn 1,8 mét. 1,8 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,8 mét, 22 ngàn. 1,8 mét, 22, chị nào lấy 22 chốt mã 22. 22 1,8 mét nha mấy chị nha. 1,8 mét, 22k, ai lấy chốt mã 22 nha. Chốt mã 22 giùm em nha mấy chị, 22. Chị nào lấy 22 chốt 22. 22, cái đây là von nha chị Thanh Thúy Nguyễn nha. Cái đó là von Thanh Thúy Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von tầm này. Von tầm, chị nào lấy von tầm thì chốt lên giùm em. Cái này em có 1,4 mét von tầm này. 1,4 mét von tầm nha mấy chị. 1,4 mét von tầm. 1,4 mét von tầm, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,4 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 18. 18 von tầm, ai lấy 18 chốt 18 lên giùm em 18 nè. Lấy chốt mã 18 lên giúp em mã 18. 18 von tầm giùm em nha mấy chị nha. Mấy chị chấp nhận lời mời giùm em ấy nha. Em gửi lời mời các bạn cho mấy chị rồi, mấy chị chấp nhận lời mời giùm em với. Rồi chị nào lấy mặt này chốt lên giùm em 18 cho chị uống tóc Diễm Quyên. Chị Đỗ Ngọc Mai hả? À, chị Đỗ Ngọc Mai là bữa không có đủ đâu. Rồi 28 cái này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von tầm nữa nè mấy chị ơi, von tầm nè. Von tầm màu nâu, ai lấy thì chốt lên giùm em von nha mấy chị. Von tầm màu nâu, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 16 nè. Ai lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16. Chị nào lấy 16 chốt 16 nha mấy chị. Ai lấy thì chốt mã 16 giúp em. Mã 16 giùm em nha mấy chị nha, 16 nè. Lấy chốt mã 16 giùm em. Rồi lên cho mấy chị khúc von. Ai lấy von thì chốt lên giùm em. Von này không cần lót nha mấy chị nha. Von này không cần lót. Em còn 3 mét von nè. 3 mét von không lót. Ai lấy chốt lên giùm em 3 mét. 3 mét von không lót nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 48 nè. 48. Chị nào lấy 48 thì chốt 48 lên giùm em nha mấy chị nha. 48 nha. Chị nào lấy thì chốt mã 48. 48 mấy chị ơi. Ai lấy chốt mã 48 nè. Mã 48 lên giùm em. Chốt 48. 48 nha mấy chị nha, 48 nè. Rồi lụa này mấy chị, ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em lụa bi. Lụa bi, chị nào lấy lụa bi thì chốt lên giùm em mã lụa bi nè.
Lụa bay 38.000, chị nào lấy thì chốt mã 38 lên giúp em, mã 38. Ai lấy 38 thì chốt 38 nha mấy chị nha, 38 nè. 38 ai lấy thì chốt mã 38 lên giùm em, mã 38. 38 mấy chị ơi, lụa bay 38. Ai lấy lụa bay thì chốt mã lụa bay 38 lên giùm em. Lụa bay 38 giúp em nha mấy chị. Lấy chốt mã lụa bay 38 cho uống tóc Diễm Quyên nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã, cái này em còn mấy thai beo nè. 1m2 beo, chị nào lấy beo chốt beo lên giùm em, 1m2. 1m2 chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 29 này. 1m2 lụa beo 29.000, lụa 100D 29. Ai lấy thì chốt mã 29 lên giùm em 29. Ai lấy chốt 29 lên giúp em mã 29 này. 29 nha mấy chị nha, 29. 29 cho chị Băng Khánh này. 29 cho Băng Khánh. Rồi Von Trinh Phong này mấy chị. Chị nào lấy Von Trinh Phong chốt lên giùm em, cái này em còn 2m2. 2m2 Von Trinh Phong, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 39. 39 nha mấy chị nha, 39 Trinh Phong. 39 Trinh Phong, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 39 Trinh Phong này. Trinh Phong 39.000, chị nào lấy thì chốt mã 39. Chốt 39 lên giùm em nha mấy chị nha, 39 nè. Ai lấy chốt mã 39 Von Trinh Phong. Von Trinh Phong 39.000. Chính cho Hoàng Lê này. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Cái này em còn 4m rưỡi, 5m, 5m nha mấy chị nha, 5m von sọc này. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 5m. 5m von sọc, lấy hết thì chốt, không thì kèm mét lên nha mấy chị nha. Cái này mấy chị cắt về may áo sơ mi giùm em. Cắt về may áo sơ mi đẹp nha mấy chị nha, 5m này. Lấy hết chốt lên giùm em mã 63. Ai lấy chốt mã 63 lên giùm em nha mấy chị, 63. Chị nào lấy 63 chốt 63. Lấy chốt mã 63 lên giùm em, 63 nha mấy chị ơi, 63 này. Lấy chốt 63 lên giúp em, mã 63. 63 nha mấy chị nha, 63. Ai lấy 63 chốt 63 giùm em, mã 63. 63 1m rưỡi chị Huệ Nguyễn nè. Mét 5 nhé. Mét rưỡi mét 5. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Lụa bay nha mấy chị nha, lụa bay cái này đủ lên áo cho mấy chị nè. Ai lấy áo chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em bay 19.000. 19, chị nào lấy 19 chốt 19 lên giùm em bay 19. Ai lấy bay thì chốt bay 19 lên giùm em, mã bay 19 nè. Chị nào lấy bay thì chốt bay 19 giúp em. Rồi cái này em còn 2m này mấy chị. 2m chị nào lấy thì chốt lên giùm em uống tóc Diễm Quyên. Lấy chốt lên giùm em mã 34. 34 nha mấy chị nha, 34 chị nào lấy 34 thì chốt lên giùm em, cái này von không cần lót. Von không cần lót 34, chị nào lấy 34 chốt 34 lên giùm em mã 34 này. Ai lấy 34 thì chốt lên giùm em mã 34, cái này em còn 2m này. 2m 34 lên áo rất là sang luôn, 34 cho Tấn Võ này. 34 chốt cho Tấn Võ. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên giùm em hết là chị Bích Hạ này. Rồi cái này em còn 3m von này. 3m von, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m. 3m ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 50. 3m 50, chị nào lấy 50 chốt 50 giùm em mã 50 này. Ai lấy 50 3m giùm em xích nha mấy chị nha, 50. Chị nào lấy 50 chốt 50 giùm em này mấy chị ơi, 50 này. Ai lấy 50 thì chốt nha mấy chị, 50. Lấy mã 50 thôi em nghỉ nha mấy chị nha. Tối 7 giờ live tiếp nha. Sao khói quá. Van 1m rưỡi cho chị Nguyễn Thuận này. Van này hả chị Nguyễn Thuận đúng không? 15m hay 1m5 vậy chị? Comment lại giùm em với. Comment lại nha. 1m5 đúng chị, đúng thì chị ok giùm em với. Tối 7 giờ em live nữa nha mấy chị nha. Tối 7 giờ live nha mấy chị. Ok 1m5 nè. Rồi nghỉ nha mấy chị nha, cắt 1m5 nữa. Mấy chị ơi, mấy chị khách mới bấm vô chấm theo dõi giùm em nha. Tối 7 giờ em like nha mấy chị. Tối 7 giờ em like, khui hàng mới like cho mấy chị nè.